Vào thời điểm này, bọn Pol Pot không thể vượt biên từ đất Thái thẳng về Campuchia được. Vì ở các điểm chốt đã bị bộ đội ta vây chặt chốt giữ, nên chúng tìm mọi cách để vượt vào nội địa để đánh phá ta. Từ hướng Ba Biên bên đất Thái, chúng vòng lên hướng Bắc, mở hành lang vận chuyển vũ khí, quân dụng, xâm nhập vào đất Lào, rồi tìm cách qua Campuchia. Nhận diện được tình hình đó, đơn vị chúng tôi được cấp trên chỉ đạo thường xuyên tuần tra, truy quét dọc đường biên giới cả hai tuyến, dưới chân núi thuộc đất Lào và luồn sâu dọc biên giới trên đất Thái. Đặc biệt, tổ trinh sát bọn tôi lúc nào cũng luồn rừng bên đất giặc, bám nắm từng động thái của bọn chúng, kịp thời tham mưu với chỉ huy. Hôm ấy, đơn vị chúng tôi bắt đầu hành quân vượt qua biên giới từ khu vực cửa mở đồi 504 với một đại đội xuyên về đồi 508. Tổ trinh sát chúng tôi có 3 người, vạch lá xuyên rừng, đưa đội hình di chuyển âm thầm, bí mật, từng bước tiến về phía trước. Đến ngày thứ 2, khi mặt trời đã khuất, trong rừng mọi thứ trở nên u ám, huyền bí và mờ ảo. Đơn vị chúng tôi vừa vượt qua cái khe núi, lính trinh sát tụi tôi gọi là tụ thủy để dừng quân. Cùng lúc đó, anh Mừng, tiểu đoàn trưởng người Thanh Hóa, anh Giác là đại đội trưởng và tôi cùng tổ trinh sát tiến lên phía trước để nắm bắt địa hình và phương hướng tác chiến. 5 người chúng tôi đi thêm một đoạn thì bỗng nghe tiếng xì xào nói chuyện. Tôi vẫy tay, nằm xuống, hai thằng Pốt đi vội vã xuyên qua về hướng Lào. Trời sắp tối, tôi tiến lên phát hiện một hành lang của bọn chúng cắt ngang trước mặt mình. Cuộc hội ý chớp nhoáng, anh Mừng đưa ra phương án chặn đánh vỗ mặt, vì phía trước là dốc đứng, phía sau là khe suối. Ngay lập tức, anh cho triển khai đội hình B1 và B2 chặn đầu đường phía tây cùng hai trái mìn Claymore làm chính diện. B3 chốt ở đầu đường phía đông cùng một trái Claymore. Còn cái đám bùng nhùng tụi tôi bao gồm chỉ huy, anh nuôi, y tá thông tin nằm ở giữa ngay trên con đường của địch. Đêm nay trời không mưa nhưng sương núi dày đặc. Anh mình cùng tôi và hai anh em treo võng nằm sát nhau. Càng về khuya trời càng lạnh. Anh chở mình không ngủ, tôi cũng vậy. Anh nói, sao mày không ngủ đi? Tôi trả lời anh, lạnh quá em không ngủ được. Nhưng thật sự tôi đang lo cho trận đánh, có thể ngày mai hay lúc này, không chừng tôi hồi hộp. Nhưng anh cũng vậy, tôi hỏi sao anh không ngủ? Anh nói, sao giờ này nhớ vợ quá? Rồi anh kể chuyện tình của anh từ lúc yêu nhau đến khi thành vợ chồng, tính ra cũng 5-7 năm gì đó. Dồn lại khoảng vài tháng ở bên nhau, đến giờ anh vẫn chưa có con. Anh kể nhiều, nhiều lắm. Còn tôi thì nằm lắng nghe. Tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ mấy đứa em. Mẹ tôi tảo tần buôn bán nhỏ nuôi mấy anh em. Bất chợt anh vỗ vai tôi nói, Thành ơi dậy đi. Tôi choàng dậy theo lệnh anh, nhưng trời vẫn chưa sáng. Anh nói, lúc chiều mình nhìn thấy hai thằng đi qua, có khi sáng nay nó dẫn đội hình quay về. Tôi ngần ngừ suy nghĩ, anh quả quyết chắc chắn, sáng mai nó sẽ về. Anh kêu liên lạc ngay bây giờ, kêu đội hình B2 và tháo một quả mìn Claymore, cơ động về đầu đường hướng đông. Trời biên giới bắt đầu chuyển mình hừng sáng, xa xa có tiếng gà rừng gáy. Trời sắp sáng rồi, anh Mừng ngồi dậy quấn vội tấm tăng mưa. Anh nhắc tôi cột dây giày chặt vào. Tôi cũng vội làm theo, thu dọn sạch sẽ dấu vết để lại. Tất cả đã sẵn sàng, kể cả anh nuôi hay các bộ phận khác cũng ở tư thế sẵn sàng, rồi nằm im chờ đợi, hồi hộp, kèm theo nỗi lo âu. Trời sáng rõ, bỗng nghe hai tiếng súng nổ vang của bọn địch ở cách ta không xa lắm. Ô, thế ra bọn địch cũng dừng quân, ngủ cách ta đâu vài trăm mét. Đúng như dự đoán, chúng đi từ hướng đông về. Đi đầu là một tốp 3 thằng, theo sau một đoạn tầm 10 mét là mấy con Pốt nữ, cùng một đám lố nhố. Chúng chỉ mang vũ khí cá nhân thôi, chứ không có ba lô, quần vác gì hết. Chúng vừa đi vừa xì xào, không biết chúng nói gì, còn ngoáy đầu gọi nhau. Chúng tiến thẳng vào đội hình mai phục của ta. Nhưng thật tiếc, vì địa hình dốc đứng, không thể mai phục hàng ngang được, buộc lòng phải phục cách vỗ mặt. Nếu thuận lợi hơn, chúng ta đã chiến thắng ngoạn mục hơn nữa. Quay lại tình hình trận đánh,
đợi chúng tiến thật gần và gần hơn nữa. Ba thằng đi đầu đã vượt qua chỗ hai trái mìn Claymore, đợi giáng thêm cho nó dồn tới. Anh Jack hạ lệnh bằng cú bấm hai quả mìn Claymore gầm lên cùng các loại hỏa lực B-40, B-41 của ta đồng loạt khai hỏa. Khẩu cối 60 của đại đội cũng bon bon nhả đạn. Tiếng súng AK dồn dập. Ban đầu bọn chúng bị bất ngờ nên khựng lại. Nhóm đi đầu gần như hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, chúng định thần rồi bắt đầu phản kích. Tiếng nổ của đạn B-40 ầm vang phản lại. Mà công nhận, bọn Pốt bắn B-40 phải nói là giỏi. Chúng tập trung vào chỗ ban chỉ huy của đại đội, cũng gần khẩu cối 60 của ta, mà pháo liên hồi. Tôi nằm dưới một gốc cây to ven đường, mảnh đạn găm toe toét, nhìn mà nổi da gà. Anh Mừng cũng nằm bên tôi. Bất chợt anh hô to: "Tất cả xung phong!" Tôi cũng hô theo anh. Anh đứng dậy, hai tay dứt khoát lên hiệu lệnh xung phong. Tôi chưa kịp theo anh thì ầm một trái B-40 nổ vang ngay cạnh chỗ anh đứng. Hai lỗ tai tôi ù đặc trong làn khói đen xì. Phía trước quân ta vẫn xông lên, tiếng súng hai bên vẫn đáp trả liên hồi. Làn khói vừa tan, tôi vẫn thấy anh còn đứng đó. Anh vẫn hô xung phong rồi khuỵu xuống. Cái chân anh nó gập lại, máu chảy ra từ đoạn xương trắng hếu đâm ra ngoài quần. Anh ngoảnh lại gọi tôi: "Thành ơi, kêu y tá, anh bị thương rồi." Tôi gọi to cho y tá: "Y tá đâu?" Đồng chí y tá chạy lên, nhưng vì cuống quá, đồng chí y tá chạy luôn qua chỗ anh Mừng nằm. Tôi gọi lại, khi vừa quay lại, đồng chí y tá mới bỏ cái túi y tế xuống, lom khom tìm vết thương. Anh Mừng lại hét lên: "Mau chuyển xuống phía sau, nơi có cái hang đá mà mấy anh em đã nấp từ trước." Tôi chạy lên, xốc vai anh, vác anh chạy. Vừa chạy khỏi chỗ chừng 5-7 mét gì đó, thì một quả bê nữa thổi tung chỗ tôi nằm, hất cả tôi và anh và đồng chí y tá văng luôn xuống vực. Cả người tôi ê ẩm. Tôi phụ lấy chiếc kéo, cắt vài quần của anh ra. Hai chân tôi đạp thẳng vào háng anh để kéo cái xương thụt vào. Đang còn băng bó thì bọn địch phản công dữ dội hơn nữa. Anh quay sang quát tôi và ra lệnh: "Đồng chí Thành, đồng chí lên nói với anh Giác là chỉ huy bộ đội không được lùi." Tôi hô rõ rồi chạy đi. Vừa vượt lên phía trước nơi xác của mấy thằng Pốt còn nằm đó, bất chợt gặp anh Giác chạy xuống. Tôi chưa kịp truyền lại thông tin cho anh thì thấy hai tay anh ôm mặt máu me đầm đìa. Anh khoác tay ra hiệu cho tôi, truyền mệnh lệnh cho trung đội trưởng. Nhưng giờ ông trung đội ở đâu tôi làm sao mà biết. Một thoáng nghĩ trong đầu, tôi xông lên hô to: "Tất cả xung phong, xung phong!" Tiếng hô của tôi thêm mãnh liệt, hòa cùng đồng đội xông lên. Tiếng súng thưa dần rồi im lặng. Chỉ còn những bước chân sột soạt của quân ta thu gom chiến lợi phẩm. Rừng sâu biên giới trở nên im lặng đến lạ thường. Cái cảm giác lạnh người chạy dọc cả sống lưng. Tôi quay lại chạy đến chỗ anh Mừng và đồng chí Giác chờ chỉ thị. Lúc đó anh Mừng nằm trên chiếc võng cột vào đoạn cây rừng, nhưng còn để dưới đất do các đồng đội nào đã chuẩn bị sẵn hai cái. Như vậy cho anh Giác nữa, anh vẫn còn tỉnh táo. Anh cho lệnh rút lui, đồng chí liên lạc chạy đi báo cho trung đội biết. Tôi vội lấy tấm bản đồ định vị phương hướng và phân công hai đồng chí trinh sát cắt rừng. B-1 có nhiệm vụ tải thương đi ngay sau đội hình trinh sát, còn B-2 và B-3 đi sau rút lui theo đội hình cuốn chiếu, đề phòng bọn địch truy theo. Xin lưu ý rằng, đội hình ta bây giờ đang tác chiến độc lập trên đất Thái Lan. Cấp chỉ huy cao nhất là anh Mừng, tiểu đoàn trưởng, đã bị thương gãy chân. Tiếp theo là anh Giác, đại đội trưởng, cũng bị thương ở mặt hay miệng gì đó tôi không rõ. Chỉ thấy quấn băng cả cái đầu mà cũng không nói được. Còn đồng chí B trưởng thì lo chỉ huy anh em tải thương rồi rút lui cuốn chiếu. Không ai nói với ai lời nào. Tổ trinh sát tôi cắt phương vị, vạch đường về. Còn tôi và đồng chí y tá đi theo hai cáng thương. Thỉnh thoảng đồng chí y tá ra hiệu dừng lại để trích thuốc. Tôi ôm tấm bản đồ, xác định từng đoạn đường, di chuyển hết rừng già, núi dốc treo leo, đến những bãi lau sậy mịt mù. Vội vã khẩn trương mà im lìm thật đáng sợ. Hai chân tôi lúc này như muốn khuỵu xuống.
nhìn lại đồng đội tôi súng ống nặng nề, còn khiêng thương nữa, vất vả. Có đồng chí còn vấp ngã rồi gượng đứng lên. Mặt trời đã lên cao, nhưng rừng sâu chỉ lọt vài tia nắng xuyên qua kẽ lá. Mồ hôi nhễ nhại, trời ơi, đói. Cái bụng nó cồn cào, chân run rẩy. Cũng không hiểu vì sao từng bước chân cứ siêu vẹo. Lũ ruồi trâu như đói từ bao giờ bù theo cắn phá. Chỉ một phát cắn thôi, ta nghe nhói cả người, chảy máu mà lại còn máu tươi luôn. Mồ hôi càng chảy, lũ ruồi lại càng thích. Tôi vừa đi vừa lấy cành lá xua xua. Nhìn bản đồ, mình cũng đi khá xa chỗ trận đánh. Lúc này mới dừng lại nghỉ. Bộ đội ta tranh thủ ăn cơm. Nghe ăn cơm chắc là ai cũng nghĩ là cơm, canh, thịt. Nhưng lại đơn giản thôi. Chúng tôi đời lính trận, gói cơm sấy lạnh ngắt với mắm kem. Giờ này là quý lắm rồi. Tôi cũng ngồi xuống, mở lấy gói cơm. Ôi thôi, gói cơm của tôi nó văng đi đâu mất từ khi nào. Rồi tình đồng đội cũng san sẻ cho tôi được vài miếng lót lòng. Lúc này hai thương binh của ta thiếp đi, chỉ còn nghe tiếng rên khè khẽ. Chúng tôi vội vã lên đường, dường như có thêm sức mạnh nhờ bữa cơm chớp nhoáng mà đoàn quân ta nhanh nhẹn hơn. Lũ ruồi cũng bớt cắn. Trời chiều, chúng tôi đã về đến chốt 504. Anh Mừng cũng vừa tỉnh lại. Anh kêu khát nước. Nước cho anh miếng nước Thành ơi. Vì lúc nào tôi cũng bên anh. Cái tình cảm vô hình nào đó đã gắn tôi với anh. Tôi quý anh, coi anh như người anh, người đồng đội, người chỉ huy. Lúc này trên đỉnh núi 504, thông tin mới mở máy bắt liên lạc về tiểu đoàn, chờ chi viện khiêng thương. Từ đây về đơn vị khoảng tầm 7 km đường rừng nữa, nhưng cũng đã có đường mòn của ta. Không cần trinh sát dẫn đường. Tạm biệt anh, nắm tay anh một lúc, xong tôi cùng tổ trinh sát vội xuống núi. Đi như chạy, lúc này đội hình vẫn còn nằm trên chốt, vội vã trước khi trời tối. Nhưng rồi bóng đêm cũng ập xuống, đường rừng mỗi lúc càng khó đi, vấp ngã, vướng dây rừng té lăn, rồi cũng gượng dậy. Chúng tôi xuống hết núi thì cũng vừa gặp đội vận tải của tiểu đoàn hành quân lên chỉ viện. Những cái bắt tay, những cái ôm chúc mừng thoáng qua. Rồi chúng tôi về đến đơn vị. Lúc này khoảng 9 giờ đêm, đồng chí Thiết tiểu đoàn phó ra đón chúng tôi, vừa ôm vừa hỏi han tình hình đơn vị, tình hình vết thương của hai đồng chí. Tôi cũng báo cáo ngắn gọn, xong chạy thẳng lại nhà bếp, nơi mấy anh hậu cần, để kiếm miếng cơm đút vào bụng. Trời ơi, cơm nguội mà sao lại ngon đến vậy? Được thêm một lon thịt hộp nữa, một bữa cơm thật tuyệt vời. Mấy anh em trong đơn vị đến bắt tay chúc mừng niềm vui. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Giờ mới thấy ba thằng trinh sát bọn tôi, quần có một ống, áo thì tả tơi. Ba thằng tôi ôm nhau cười. Trời cũng đã khuya, tôi ngước nhìn về hướng đồi 504. Giờ này chắc anh cũng còn đâu đó trên đoạn đường về. Hôm ấy, tôi nhớ không sai là ngày 18 tháng 3 năm 1985. Đơn vị tôi J2E143F315 đóng quân dưới chân đồi 502, 500 và 504, khu vực Ba Biên. Lúc đơn vị về đóng quân tại đây, ban chỉ huy tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho phân đội trinh sát chúng tôi tuần tra bám nắm tình hình xung quanh đơn vị. Chúng tôi cả phân đội gồm 11 đồng chí trinh sát, cả lính cũ và lính mới, vừa học chuyên môn nghiệp vụ, vừa thực hành nhiệm vụ tuần tra theo chỉ thị của cấp trên. Hôm ấy chúng tôi lên đường hành quân với ba lô súng đạn, lương thực sử dụng trong 3 ngày, kể cả đi cả về. Trên bản đồ chúng tôi phải đến một cái bản không tên nằm cách đơn vị chừng 18 cây số đường chim bay. Lúc này đang là tâm điểm của mùa khô, trời nắng như đổ lửa. Chúng tôi hành quân theo góc phương vị đã vạch chuẩn trên bản đồ để xuyên rừng. Hết rừng khộp rồi đến rừng già, băng qua những bãi chẳng trống đầy cỏ khô. Chúng tôi hành quân quan sát từng chi tiết bất thường trên đường hành quân, rồi mục tiêu cũng sắp đến. Chúng tôi phải cẩn thận hơn từng bước. Đơn vị chia thành 3 tổ, bám theo 3 hướng. Lúc này trời cũng đã về chiều, mặt trời đã ngả sang màu vàng nhạt. Cục cơm vắt chúng tôi chỉ mang đi ăn trưa, và một bi đông nước giờ cũng đã cạn khô, khát nước vô cùng. Tôi bắt đầu phát hiện những ngọn cây dừa từ xa chậm chậm hồi hộp.
Chúng tôi bò vào, rồi những mái nhà cũng xuất hiện trước mặt, nhưng tất cả đều im lặng. Cái im lặng lạnh lùng nơi làng mạc mà không có một bóng người, không có tiếng chó sủa, cỏ tranh hoang vu mọc tràn trên cả lối đi, dây leo hoang dại bám lên các bậc thang của nhà sàn, vươn những cái râu ve vẩy. Tuy hoang dại lạnh người, nhưng chúng tôi có vẻ an tâm hơn vì biết chắc là dân bản đã bỏ đi hết rồi. Lúc này chúng tôi mạnh dạn hơn, không còn lén lút rình mò nữa. Đồng đội tôi vừa bước chân lên cái cầu thang thì té chúi trụi vì cái cầu thang mục nát hết. Tất cả nhìn thì vậy, nhưng động đến đều mục nhũn ra. Bất chợt chúng tôi phát hiện dừa, dừa nhiều vô kể. Có lẽ bao năm rồi, không có ai hái nên rất nhiều, nhiều lắm. Từ khoảng 2/3 cây trở lên toàn trái là trái. Có nhiều trái rớt xuống xung quanh gốc, đến mọc mầm. Trời chiều mát, những ngọn gió se mát và cái cơn khát thúc giục anh em chúng tôi uống nước. Quá đã, chúng tôi uống say sưa mà không thèm đi kiếm nước nữa. Cũng một phần vì sợ bị mìn và mọi dấu vết con người để lại nơi đây đã phai mờ với thời gian, nên chúng tôi rất yên tâm. Một đề nghị mới được đưa ra của đồng chí Trang B trưởng là chúng tôi tổ chức nấu cơm bằng nước dừa. Chúng tôi lấy tấm tăng mưa đóng 4 cái cọc ở 4 góc là có ngay một cái hố. Tất cả anh em chúng tôi, đứa thì hái, đứa thì đập, đứa tách vỏ đổ vào, cũng chẳng mấy chốc được gần nửa hồ. Ôi thích, rửa mặt, nấu cơm, làm thịt hộp, tất cả bằng nước dừa. Sau buổi liên hoan hoành tráng bằng nước dừa đó, chúng tôi tranh thủ mỗi đứa cũng một bi đông đầy, rút lui ra ngoài treo võng ngủ, mà cũng không quên mang theo mỗi đứa một vài quả. Trời không mưa, sao sáng, gió nhẹ êm đềm. Tôi không treo tăng mưa mà cùng nằm gần nhau nhai rạo rạo cả đêm. Tôi nằm gần đồng hương tư, có biệt danh là tư ruồi, tính tình hơi khó chịu. Nếu đồng hương nào trái ý là lầm bầm suốt, nhưng ngược lại rất tốt bụng, hay quan tâm anh em. Khi có đồng đội nào bị ốm, bị đau là nấu cháo hỏi han chăm sóc, giặt khăn lau mặt. Tôi rất mến tư, nhưng lúc nào cũng thích chọc quẹo. Giờ chúng tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Sáng dậy, mặt trời đã chiếu rõ, xuyên qua những cành lá, lay gọi chúng tôi. Lại một lần nữa cơm sáng với nước dừa. Xong chúng tôi hân hoan vì đã hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ hành quân trở về đơn vị. Vừa chuẩn bị đứng lên thì thằng Tư nằm xuống, duỗi thẳng hai chân, mắt trừng trừng, cái miệng méo sạch đi. Trời đất ơi, sao thế này? Chúng tôi bỏ ba lô chạy đến đỡ đồng đội dậy. Đứa thì xoa bóp, đứa thì giật gió, hô hấp đủ kiểu. Tư mở mắt, người mềm nhũn. Chúng tôi thở phào. Câu đầu tiên nó nói: cho tao điếu thuốc dê. Trời ơi, mới nói được mà đã đòi hút thuốc. Tôi quấn điếu thuốc đưa cho Tư. Nó không chịu. Mày quấn điếu to to. Trời, nói như ra lệnh. Tôi cười và cả bọn cùng cười. Anh Trang nói: thôi, nghỉ khỏe chút rồi đi. Ừ thì chúng tôi tuân lệnh. Mấy phút sau thằng Tư lại nằm xuống y như trứng cũ, mặt mày tái nhợt, chân tay co quắp, điếu thuốc còn dang dở ở trên tay. Lúc này tôi bắt đầu lo lắng và không thể chờ đợi được nữa. Chúng tôi chặt cây làm cán khiêng, lúc này mới cam go. Chúng tôi hành quân thần tốc, thay nhau khiêng, bắt đầu nặng, bắt đầu vứt bỏ những cái gì có thể. Đầu tiên là mấy trái dừa, cũng định bụng mang về làm quà cho các đồng đội ở nhà. Sau đến gạo, thực phẩm, rồi cả ba lô, chỉ còn mỗi cây súng. Chúng tôi không ngừng nghỉ, bỗng thằng Đức, đồng hương Đức của tôi, ngã chúi trụi mà không gượng lên được. Ôi, đồng hương Đức to con và khỏe nhất trong đám mà cũng ngã xuống, rồi cũng trợn mắt co giật. Rồi tiếp theo, người nữa, rồi lại người nữa. Không lẽ cuộc đời của chúng tôi kết thúc ở đây sao? Giữa rừng này chỉ có mấy anh em chúng tôi, bây giờ đi không được mà nằm lại coi như dấu chấm hết. Anh Trang, người đồng đội, người chỉ huy lúc này, nói buông xuôi: ai về đồng chí cứ tìm đường về. Tất cả treo võng lên, mặc đồ mới vào, hãy nằm lại gần nhau. Tôi khóc, nhưng bây giờ tôi vẫn còn có thể đi được. Tôi nhìn Nhân
đồng hương của tôi. Hai đứa chúng tôi quyết định về bằng mọi giá. Thế là tôi và Nhân đi, và đi như kẻ vô hồn lạc lối giữa rừng bao la. Mắt tôi hoa lên, bóng của thằng Nhân ẩn hiện trước mặt, không còn nhìn rõ. Hai chân khuỵu xuống, tôi ngã nhào, Nhân quay lại ôm tôi. Nhân mang luôn khẩu súng của tôi, cõng tôi lên lưng, nhưng tôi không thể ôm được, chân tay co rút, cái lồng ngực như bị nén lại, không còn chịu nổi. Tôi nói với Nhân như van xin. Nhân ơi, Nhân, bỏ mình lại đây đi. Nhân cố gắng tìm về đơn vị, may ra chúng mình còn được cứu sống. Còn Nhân vì tôi chút nữa, đến lượt Nhân đó. Nhân đi đi. Thằng Nhân ôm tôi khóc. Tôi nói, Nhân đừng khóc, mà hãy đi nhanh lên. Nhân để khẩu súng lại cho tôi. Bóng thằng Nhân xa dần, rồi khuất hẳn. Tôi gục xuống, tay chân không thể nhấc nổi. Nhưng trong tầm thức, tôi vẫn còn biết. Tôi cố gắng xoay người, nằm với khẩu súng hướng mũi về phía trước, để tay vào cò, lấy hết sức mở khóa an toàn. Tôi tiếp đi. Cái dòng sông thanh bình êm ả trôi, với những buổi trưa hè, thời còn trẻ trâu trốn học, cùng lũ bạn tắm lội trên sông, chập chờn trong trí nhớ. Tôi nhớ mẹ. Tôi nhìn thấy mẹ tôi kêu thật to, mẹ ơi cứu con, trong tiềm thức. Nhưng mẹ đã không nghe tiếng của tôi. Tôi là người không còn biết gì nữa, và nằm đó bao lâu cũng không còn nhớ. Đàn kiến vàng bu lấy cắn, đầy mắt, đầy miệng, như kêu tôi dậy. Tôi thức tỉnh, nhưng bất lực, không nhúc nhích được, như bị trói chặt bởi sợi dây vô hình nào đó, đến nghẹt thở. Tôi cố gắng mở mắt nhìn, trong tì hí thấy con bò rừng ung dung gặm cỏ trước mắt tôi. Ôi, bất cần đời, kể cả mày có là cọp, thì tao cũng không sợ. Vì thân thể tao giờ này còn cảm giác gì nữa đâu. Tôi lại thiếp đi, thời gian bao lâu cũng không còn quan trọng. Tôi mê man đến lần thứ ba tỉnh lại, xung quanh trời tối đen, bỗng đầu nghe tiếng vang như súng, như cho tôi thêm nghị lực. Phải nói là nghị lực cuối cùng của người sắp chết. Dùng hết hơi sức còn lại, tôi cố gắng kéo cò súng. Khẩu súng rung lên, nhảy vọt ra xa, và tôi không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong trạm quân y của tiểu đoàn bên cạnh. Vẫn còn đủ tất cả các đồng đội trinh sát của tôi. Ôi, đây là Diêm Vương hay địa ngục? Tôi đang tỉnh hay mơ? Tôi lắc đầu, đưa tay véo vào má mình. Tôi vẫn còn sống, ngồi dậy ngơ ngác. Không biết tôi đã nằm ở đây mấy ngày rồi. Ai đã cứu tôi và đưa tôi về đây? Sau này mới nghe đồng đội kể lại là đồng hương Nhân đã cố gắng về đến đơn vị mà không còn đứng vững. Mọi sự cố gắng của đồng hương Nhân đã cứu sống anh em chúng tôi. Phát hiện được vấn đề từ đồng đội tên Nhân, cả đơn vị báo động cấp, và được hỗ trợ của trinh sát trung đoàn, hành quân lùng sục tìm cứu được tôi và tất cả các đồng đội trinh sát. Qua bài viết này cũng thầm cảm ơn đồng hương Nhân. Nếu không có sự cố gắng của đồng hương thì không biết bây giờ chắc cũng còn đâu đó trên vùng rừng núi Nam Lào. Những ngày sau tổng tiến công chiến dịch K1, giải phóng vùng ba biên giới, đơn vị chúng tôi về chiếm giữ phòng ngự ba ngọn đồi 502, 500 và 504 dọc theo đường biên giới Thái Lan, Lào. Thời gian này cũng bắt đầu vào mùa khô. Mỗi một ngọn đồi biên giới có một vẻ đẹp ngây ngất, huyền ảo dưới bầu trời bao la thanh bình. Đồi 504 là một ngọn đồi cao, trên đỉnh đồi rộng chừng một cái sân bóng chuyền, cây cối hoang sơ không rậm, và thấp dần về phía Thái Lan là một bãi đá dài chừng 300 mét, có một cụm rừng xanh. Đứng ở đây ta có thể mở tầm nhìn quan sát cả một vùng rộng lớn xung quanh, với những cơn gió chiều mát mẻ của núi rừng. Chỉ một hơi thuốc dê là khói có thể lan tỏa từ Lào sang Thái Lan. Đồi 500 là ngọn đồi đẹp nhất, ngọn đồi mang tâm hồn của thi sĩ, với mỏm rừng xanh ở đỉnh đồi, xung quanh là bãi trảng đá, xen kẽ những cây mai rừng đua nhau nở hoa, những gốc mai sần sùi trên bãi đá tạo đủ mẫu hình bonsai cho những người chơi cây cảnh. Trước mặt là một vực thẳm, khi nhìn qua đất Thái, thật bình yên và thơ mộng. Đây, 502, một quả đồi mang nhiều ký ức nhất, một quả đồi không giống các ngọn đồi kia, một ngọn đồi trên đỉnh băng phẳng, rừng già với những cây cổ thụ già nua. Từ chân lên đến đỉnh đồi, chỉ có rừng ngút ngàn và những mỏm đá sắc nhọn nhấp nhô
ẩn hiện dưới tán cây rừng xanh biếc. Một ngọn đồi đã từng chứng kiến những người lính trận chúng tôi gùi hàng cõng nước, tải đạn khiêng thương. Đại đội 6 chốt giữ nơi đây. Ngày mới về, anh em tập trung đào công sự hầm hào. Còn chúng tôi, tổ trinh sát hàng ngày tuần tra phía trước để nắm bắt tình hình hoạt động của bọn địch. Đến chiều, chúng tôi lại rút về chốt cùng anh em. Trời nắng chói chang, ở chốt không có nước. Chúng tôi tiết kiệm từng giọt mà đồng đội vận tải phải gồng mình cõng tận dưới chân đồi lên tiếp tế cho chúng tôi. Áo quần mồ hôi ướt đẫm sau một ngày đào công sự, cũng mồ hôi rầm rề sau những buổi tuần tra leo rừng băng vách núi, rồi những bước chân đi vội vã dưới trời chiều của những đồng đội vận tải xuôi về xuống chốt. Khi mặt trời sắp lặn, màn đêm buông xuống, chúng tôi chia nhau gác trong những đêm dài tĩnh mịch lặng lẽ giữa núi rừng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đề pa của pháo địch mang theo những cục lửa đỏ rực xuyên màn đêm, bay vút vào không trung. Những tiếng nổ xé toang cái không gian im lặng. Chúng nó bắn 4-6-9. Tụi tôi leo lên đài quan sát. Đài quan sát là một cái cây cao nhất trên đỉnh, nhìn về hướng 4-6-9 của đơn vị E-733. Xót xa, cầu mong cho các đồng đội ở nơi đó được bình an. Đêm đến là chúng bắn pháo. Nhìn từ xa sang đất Thái, chúng tôi còn phát hiện nơi trận địa pháo của chúng, ánh lửa vừa chớp lên là những tiếng rít xé trời, vút theo những tiếng nổ long trời. Ôi, 4-6-9 tàn thương. Đơn vị tôi càng quyết tâm củng cố công sự chắc chắn hơn. Hôm ấy vào một buổi sáng, chiếc máy bay L-19 của bọn Thái bay vòng qua vòng lại, dọc dài theo tuyến biên giới. Khẩu phòng không 12-7 của tiểu đoàn tăng cường cho C-6 cũng vào vị trí chờ khai hỏa. Tất cả anh em cũng đã vào vị trí chiến đấu. Dường như chúng phát hiện được chúng tôi đang chốt giữ ngọn đồi này. Cái buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang ngồi họp giao ban với cấp lãnh đạo ở hầm chỉ huy, thì chúng bắt đầu bắn vào chốt. Quả đạn đầu tiên chụp cách nóc hầm chỉ huy chừng 1 mét, nổ xé trời, hất cái nóc hầm văng lên không trung, rồi rớt xuống tả tơi. Những tràng đạn tiếp theo gần như phủ kín cả ngọn đồi, cây cối ngả ngổn ngang. Tôi nằm xuống công sự, lăn hết bên này đến bên khác, hai tay ù đặc. Sau một hồi thì trời cũng đã tối, chúng không còn bắn nữa. Anh em gọi nhau tăng cường cảnh giới, đề phòng địch xung phong. Tôi vội chạy đi tìm thằng Tam, thằng Đính, thằng Thảo nữa. Ba đứa cũng là lính trinh sát đồng đội tôi. Trong đêm tối, tôi cố nhớ vị trí hầm trú ẩn của tụi nó, bởi cây cối ngổn ngang, mặt đất bị cày xới. Tôi gọi, Tam ơi, Đính ơi. Tất cả im lặng, tôi càng cố gào to hơn. Bỗng thằng Tam từ dưới đất chui lên, kêu to, em đây anh Thành. Tôi mừng quá, hắn kéo tôi xuống một cái lỗ nhỏ xíu, vừa lọt cái đầu. Thôi, cố gắng lắm mới xuống được. Rớt xuống cái hầm tối om, tôi dẫm phải chân của mấy đứa. Tụi mày có mặt hết ở đây sao? Mà hầm hố kỳ vậy. Tụi nó nói, nó bắn sập cái miệng hầm. Thôi kệ, trốn trong này luôn, cho ấm cái gáo đã anh ơi. Tụi tôi thương nhau như anh em ruột. Thằng Thảo lính 85, còn thằng Tam với thằng Đính là lính 86 mới toanh. Còn tôi là lính 84, cũng là chỉ huy trực tiếp của tụi nó. Ở chiến trường, thường lính mới là em, lính cũ là anh, còn cùng nhập ngũ một đợt thì gọi nhau là đồng hương. Tôi ôm súng, tựa vào vai ngủ, ngồi tựa vào nhau không biết bây giờ là mấy giờ. Ngoài kia trăng lên sáng, trăng treo cao trên đỉnh đầu, chiếu sáng cả ngọn đồi mà lúc chiều là một mảng rừng. Rừng xanh giờ không còn một cái cây nào đứng thẳng, ngả nghiêng tè toét vì mảnh pháo. Khát nước quá, mình có ai còn nước không? Hết từ chiều rồi anh ơi. Hôm nay nó bắn anh em chưa kịp đem nước lên, phải ngược về tránh pháo. Tôi nhớ ở khu vực chỗ nhà bếp còn mấy can nước để dự trữ nấu cơm cho đơn vị. Tôi nói, mày đưa bi đông đây. Anh đi lấy nước cho tôi, mang hai cái bình tông, vội trèo lên chạy theo hướng nhà bếp. Tôi mò mẫm tìm cái can nước hồi chiều tôi thấy. À, đây rồi. Nhưng nước thì không còn nữa. Cái can bị pháo sơi mất cái đít, mà cũng chẳng còn cái can nào nữa. Tôi chạy phăng qua phía trước, vấp phải cái gốc cây.
lộn mấy vòng rơi xuống một cái hố. Vô tình tôi phát hiện được nước. Tôi mở bình đông, múc đầy rồi trèo lên. Tôi vừa chạy sắp đến thì nghe tiếng pháo để pa. Tôi phóng thẳng hai chân, chui tọt xuống hầm cùng tiếng nổ như xé trời ở bên trên, rồi trái nọ trái kia cứ ầm ầm rung chuyển cả đất trời. Đất đá đổ xoa xoa lên đầu. Lấy được nước là mừng rồi. Tôi uống một hơi. Trời ơi, nó thối. Tối từ trong cổ thối ra, nhưng cũng đỡ hơn là chết khát. Thằng Tam với thằng Đính không dám uống, nhưng khát quá, hắn thấy tôi uống rồi bắt chước uống theo. Hắn bịt mũi uống ừng ực. Sáu thằng tôi dắt díu nhau trong khoảng rừng âm u nơi biên giới. Trời tối đen như mực, chỉ có những bước chân sột soạt dò dẫm trong đêm. Thỉnh thoảng có đứa vấp ngã té lăn. Tôi đi giữa bằng hai bờ vai của hai đồng đội, mặc cho máu chảy, nhức buốt vô cùng. Tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng và cố gắng hơn nữa. Thằng Chất ôm tấm bản đồ dọi cái đèn pin bé xíu để xác định từng điểm di chuyển. Ban ngày xác định còn khó khăn, nhưng đây là đêm khuya giữa rừng, càng khó khăn gấp ngàn lần. Bằng kinh nghiệm của người lính trinh sát, chúng tôi cùng hội ý, cùng nhau xác định cự ly, tốc độ di chuyển, phương hướng. Những lần vượt qua con suối cạn là mỗi lần chúng tôi an tâm đánh dấu trên bản đồ. Đêm dài có lẽ chúng tôi đã quen dần với bóng tối nên cũng dễ đi hơn lúc ban đầu cùng với những ánh sao đêm. Chúng tôi càng gần về đến chốt, vừa mừng lại vừa lo. Mừng là sắp về tới đơn vị, mà lo là lo cho đoạn đường vào cửa mở. Chỉ cần lệch vài bước chân thôi sẽ bị dính mìn. Mìn ở khu vực này nhiều lắm, của ta cũng có, địch cũng có, đan xen. Từng bước chân chậm chậm, dò dẫm. Tôi nói tất cả anh em ngồi xuống để xác định đường vào cửa mở cho rõ ràng rồi mới dám vào. Cũng xin nói rằng vì khu vực này đám lính trinh sát nhà ta ra vào hàng ngày nên cũng quen và dễ nhận biết mặc dù trời tối. Chúng tôi quen từng tán đá gốc cây ở đây. Chúng tôi đã vượt qua và tiến vào chốt. Lúc này ở hướng đông, trời cũng hừng sáng, nhưng vẫn còn tối. Tôi nói anh đi trước phát tín hiệu liên lạc. Một lần, hai lần, vẫn không nghe tiếng trả lời. Tôi nói anh em không được vào. Phải đành vậy, tất cả ngồi im chờ tín hiệu. Lần này chúng tôi phát tín hiệu liên tục, bỗng nghe có tiếng trả lời. Mừng quá, chúng tôi tiến vào. Vì cái chân tôi nhức, tôi đi cả nhắc và đi sau cùng, thì tôi nghe phía trước có tiếng uỳnh uỳnh, tiếng chửi thề. Đề mẹ, mày gác sách vậy à? Một thằng tụi tao bằng cả đợi đội mày, mày có biết không? Rồi tiếng nói lý nhí gì đó tôi không nghe rõ. Tôi đi nhanh lên, thấy thằng Chất nó giơ cái báng súng định đập người lính gác kia. Tôi ngăn lại và hỏi tại sao. Nó nói em gác mà em ngủ quên, mấy anh trinh sát về bắt liên lạc nên em không biết. Giật mình nghe tiếng động, em bấm mìn mà bị đứt dây không nổ. Em hoảng quá định bắn phát B-40 thì nghe được tín hiệu của mấy anh, em xin lỗi. Trời ạ, vừa nghe xong tôi rụng rời, vừa giận lại vừa thương. Tôi giận run, tôi cũng định táng cho nó vài cái bạt tai, nhưng nghĩ lại thương hơn. Thương cho cái thật thà của nó là đã dám nói lại cái hành động ngu dại của mình. Thương cho nó ngồi gác mỏi mòn rồi ngủ gật, giật mình hành động theo bản năng của người lính trận chứ không hề ác ý. Thôi, vậy cũng mừng. Anh em chúng tôi lên chốt nghe tiếng tụi trinh sát về. Anh em cũng chạy đến hỏi han tình hình bên kia có phát hiện gì không, có làm thịt được tụi nó không mà nghe tiếng súng quá trời vậy. Thôi, để tụi mình nghỉ ngơi chút, trời cũng chưa sáng. Chúng tôi tản ra xin ở ké hầm cùng các đồng đội. Thằng Nhung thấy tôi mừng như mở cờ trong bụng. Hương, Hương ơi, vào hầm ngủ đi. Tôi theo thằng Nhung vào hầm trú ẩn của nó. Hắn thấy cái chân của tôi máu me bét, suýt xoa lấy gạt, lấy băng, nước oxy già, thấm bông gòn lau sạch, rồi băng lại dưới ánh đèn dầu khộp. Hiu hiu xong hắn nói, Hương vô trong nằm, để mình nằm ngoài cho. Cái chân tôi giờ nhức quá, tôi không ngủ được. Lấy cuộn băng làm cái dây treo cái chân lên nóc hầm cho bớt nhức. Thằng Nhung nó đồng hương với tôi, hai đứa nhập ngũ cùng một đợt, có cái tên rất là con gái, nhưng tính nó lại nhát gan.
Nó rất nể cái sự gan lì của tôi, trái ngược với vẻ ngoài thư sinh thời đó. Nó nằm nói chuyện với tôi suốt đến khi trời sáng. Nào là chuyện hồi còn ở nhà, nhà hắn ở gần biển, ôi đủ thứ về biển, rồi chuyện gia đình, anh em. Tôi im lặng ậm ừ, rồi tôi hỏi: nhiều chuyện vậy, sao tao không nghe mày nói chuyện bồ mày cho tao nghe? Hắn không nói mà chỉ cười. Bất chợt hắn ngồi dậy nói: Đồng Hương. Tôi giật mình: đợi khi nào ra quân, mình gả em gái cho Đồng Hương nha. Hắn cười: đúng rồi, mày làm em rể tao. Tôi nói: này, mình nói nhỏ cho Hương nghe, em gái Hương có giống Hương không? Nó nói: không, em mình giống mẹ, đẹp gái, còn mình giống ba. Mình cười nói: tưởng em gái Đồng Hương mà giống Hương, thì thôi, để mình ở quá. Trời cũng vừa sáng, tiếng đề pa của pháo bắt đầu rít lên từng hồi, nổ âm âm, rung chuyển cả đất trời. Hai thằng tôi ôm nhau, nằm co ro trong góc hầm, đất đá nổ xoa xoa. Những ánh chớp không tưởng cứ lóe lên rồi vụt tắt. Trời cũng đã sáng, tiếng pháo cũng vừa ngưng. Chúng tôi chui ra khỏi hầm, vươn vai ngắm bầu trời trong xanh, gió mát. Thằng Nhung chạy lăng xăng đi lấy cơm. Nó khui lon thịt hộp mà nó để dành bấy lâu nay để đã cho tôi. Nó nói: Đồng Hương ở lại ăn sáng với mình nha. Tôi gật đầu. Tự nhiên tôi thấy lòng bối rối, nôn nao. Không biết hôm qua đến giờ, mấy thằng lính nhà tôi trốn ở đâu, pháo bắn vậy mà tụi nó có sao không? Tôi là người chỉ huy tụi nó mà không biết lính mình giờ ra sao. Giờ đây sao ngồi ăn được? Tôi phải tìm tụi nó. Nhung ơi, thôi, tao về coi tụi nó làm hầm hào ra sao đã. Xin lỗi nha, mày đừng giận nghe chưa? Cái chân tôi đau quá, tôi gắng vội chạy đi. Vừa rời chỗ thằng Nhung chừng 20 mét, thì một tràn pháo phủ lên đỉnh đồi. Tôi phóng thẳng lao xuống ra thông hào, chạy về hầm. Vừa ngớt làn pháo thì tôi nghe tiếng đồng đội tôi la ơi ới: có thương vong. Tôi nhoài người lên khỏi hầm thì thấy một đồng đội ôm một cánh tay đầy máu chạy xuống hầm quân y. Một làn pháo tiếp theo rền vang cả núi rừng, đất đá bay tung tóe. Ngớt pháo, anh em vừa ngồi lên lại nghe tiếp tiếng đề pa, lại chui xuống hầm. Ba hiệp pháo liên tục, cây nát quả đồi. Chỉ mới mấy ngày trước là rừng già, còn bây giờ là núi chọc như vừa qua cơn động đất. Tôi nghe tiếng đồng đội ta la to: có thương vong ở chỗ hầm thằng Nhung. Tôi ngồi dậy chạy về hướng la. Cái chân tôi cũng chẳng còn đau nhức nữa. Đến nơi tôi thấy chỉ một cái chân đồng đội trên bờ hào giao thông, còn người thì không có, máu vùng vãi khắp nơi. Cái thau cơm chưa kịp ăn đổ xoa trên mặt đất hòa cùng máu tươi. Tôi gào to: Nhung ơi, Nhung ơi. Tôi với vài đồng đội nữa chạy tìm kiếm xung quanh, phát hiện được nó nằm sấp dưới giao thông hào, đất vùi lấp, chỉ ló lên cái đầu, tóc còn chút xíu. Anh em chạy tới đào bới kéo nó lên. Tôi gọi: Nhung ơi, cố lên, mày không sao đâu. Tôi khóc, hắn không nói, nhưng tôi thấy nước mắt hắn chảy. Tôi cầm tay hắn khiêng về hầm, hắn nhắm mắt nấc lên, rồi ra đi vĩnh viễn. Vĩnh biệt Đồng Hương, chỉ mới đây thôi hai đứa còn đùa giỡn, giờ mày ra đi thanh thản nhé. Nhìn xuống vết thương của mình mà chính nó đã băng cho, tôi nghẹn ngào. Vết thương của tôi có thấm gì đâu. Chiếc võng lắc lư theo nhịp chân đồng đội. Tôi đứng lặng người tiễn thằng Nhung đi mà nghe lòng quặn lại, khóe mắt cay xè. Tôi trở về hầm. Hầm là một cái hang đá bên mé đỉnh đồi mà anh em trinh sát tụi tôi vừa phát hiện. Những ngày tiếp theo cũng vậy, cái điệp khúc vẫn như cũ. Cái chân tôi lúc này bị nhiễm trùng sưng vù, bóng mượt nhưng không sao tả nổi. Lên cơn sốt liên hồi, vừa sốt rét, vừa sốt do vết thương hành hạ. Rồi tôi được bố trí cho anh em đồng đội khiêng về tuyến sau, nằm trên võng. Trên vai đồng đội tôi thật xót xa khi mình trở thành gánh nặng cho đồng đội mình. Đường xuống dốc núi treo leo, anh em phải dìu nhau đưa cáng thương xuống từng bậc. Trên đoạn đường, tôi lúc tỉnh, lúc mê, rồi tôi được chuyển vào trạm quân y điều trị. Cái miệng nó đắng kinh khủng, nó thèm được ăn miếng cam hay một ly nước mía hoặc cục đường. Cơn sốt hành hạ tôi, vật vã run người. Hai hôm sau, cơn sốt cũng qua đi,
chắc cũng nhờ mấy mũi kim của bác sĩ xuyên vào mông đều đặn sáng chiều. Chưa hết, còn cái chân nó cứ sưng vù, đổi màu đen tím bọng mụ. Lúc này anh Mỹ là bác sĩ của đơn vị vừa mới nói với tôi: Thành à, chân em bị nhiễm trùng nặng lắm, em phải chịu khó để cho anh rửa, chứ không là phải cưa đấy. Trời ơi, nghe như sét đánh bên tai. Tôi van xin: Anh ơi, còn cách nào không, cứu cái chân em. Ngậm ngừ suy nghĩ, rồi anh nói: Nhưng mày phải chịu khó. Tôi dạ, mừng thầm ở trong bụng. Trời ơi, đau thấu trời xanh các đồng đội ạ. Tôi lấy cái khăn ngậm lên miệng, hai tay bấu víu hai cái thành giường, gồng người lên dáng chịu cho anh rửa cái vết thương. Tôi cảm giác điếng người khi anh cầm cái kẹp, kẹp miếng ga nhét vào vết thương, xuyên qua cái lỗ lên mu bàn chân, rồi cứa qua cứa lại. Đau thấu tim, tôi tè cả ra quần. Anh ơi, cho em nghỉ một chút, em không chịu nổi nữa. Mồ hôi ướt đẫm, nước mắt đầm đìa, tôi thở hổn hển như người sắp chết. Anh động viên tôi cố lên. Tôi dạ, mà nước mắt vẫn tuôn rơi, nghiến răng chịu đựng. Xong rồi, vừa nghe anh nói, tôi mừng không tả nổi. Dáng ngồi dậy, nhìn cái bàn chân bằng trắng toát, xung quanh thì đỏ rực. Tôi nhìn xuống cái chậu bằng inox anh còn để đó, nào là máu với mủ, thấy giận người. Cứ ba ngày tôi phải chịu một cơn đau như vậy. Một lần rửa vết thương là một lần tôi khóc, có khi còn ngất xỉu. Được một tuần tôi thấy đỡ hơn và cũng hết sốt. Tôi xin anh cho tôi về doanh trại. Sáng chiều quanh quẩn có mấy thằng đơn vị hậu cứ này, toàn là mấy thằng lính sốt rét bị thương mà buồn vô tận. Hằng ngày cứ ngóng tin anh em trên chốt có bình an không. Được khoảng một tháng, vết thương ở bàn chân cũng đã lành. Tôi sang chỗ quân y gặp anh Mỹ. Anh kiểm tra lại xong, anh cười vỗ vai tôi. Được rồi, chúc mừng em. Mai lại hành quân lên chốt nhé. Nhưng thấy trông thì né ra. Tôi dạ, cảm ơn anh. Ngày mai tôi lại lên chốt, nhưng lần này là đồi 500 Thờ Mộng. Sau chiến dịch mùa khô năm 1984-1985, toàn bộ khu vực vùng ba biên giới Lào, Thái Lan, Campuchia đã do ta hoàn toàn làm chủ, phá tan những cứ điểm hậu cần của bọn Pol Pot và những thế lực thù địch khác, đẩy lùi chúng vào sâu trong đất Thái. Quân ta đã chiếm giữ và phòng ngự trải dài theo tuyến biên giới Thái Lan, Campuchia, Lào, ngăn chặn và truy quét, không cho bọn chúng tìm cơ hội xâm nhập vào vùng nội địa Campuchia, hòng chống phá ta và nhà nước Campuchia non trẻ. Nhờ được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc và sự ủng hộ che chở của Thái Lan, bọn tàn quân Pol Pot vẫn điên cuồng, miệt mài tấn công, tập kích, pháo kích vào các cứ điểm của quân ta, nhằm tiêu hao lực lượng, gây tổn thất cho ta đáng kể, hòng khuất phục ý chí chốt giữ biên cương của bộ đội. Chúng còn được sự ủng hộ của quân đội Thái Lan xây dựng mới các trận địa pháo, các chốt quân sự áp sát, cùng với không quân Thái Lan dùng máy bay trinh sát, rocket, ném bom. Đơn vị tôi J2 E143 F315 chốt giữ dọc vùng biên giới Thái Lan, Lào cũng nằm trong tầm quấy phá của chúng. Ngày ấy mùa mưa năm 1986, cái mùa mưa của biên giới cũng chẳng thua kém phần khắc nghiệt của mùa khô. Mưa rầm rề, lất phất, bay bay, những cơn mưa rừng nặng hạt và dai dẳng của cái ngày đơn vị tôi hành quân luồn sâu vào bên đất Thái, quyết tâm tiêu diệt cái tiền đồn của bọn chúng. Nằm cách đường biên tầm 7 km, ba lô súng đạn, chúng tôi lên đường với một đại đội tăng cường. Ngoài kia, ngoài trời vẫn u ám từng cơn mưa như chút nước, các khe núi trong rừng cũng hùa theo đổ nước đỏ ngầu. Chúng tôi vẫn lên đường, vẫn xuyên rừng, vạch lá, quần áo ướt nhẹp, hòa quyện với mồ hôi mặn chát trên đôi môi. Đội hình hàng một vẫn âm thầm lặng lẽ, thỉnh thoảng có một đồng đội nào đó vấp ngã, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, nghe lách cách. Thằng Đính đi trước, đang đi tự nhiên đứng lại, cúi xuống nhìn cái địa bàn, rồi ngẩng lên. Hắn quay lại nhìn tôi rồi cười. Tôi hơi bất ngờ với cái hành động kỳ lạ của hắn. Tôi tiến đến định hỏi nó, thì nó cầm cái địa bàn đưa cho tôi coi.
cái địa bàn bị ngấm nước, mờ câm, chỉ thấy một màu trắng xóa. Trời vẫn mưa, không sao đi được. Chúng tôi đành dừng lại chú. Thằng Đính nó vô tư và hồn nhiên, trong khi mọi người vừa ướt vừa lạnh, thêm phần lo lắng. Còn nó thì cái miệng cứ cười. Nó nói mình trú mưa kiểu gì vậy? Chỉ có lính mới trú mưa kiểu này, phải không anh? Tôi nghe nó nói, tôi lại cười theo. Rồi chúng tôi vẫn tiếp tục. Trời càng về chiều, chúng tôi càng tiến sâu vào trong đất Thái và không gặp một trở ngại nào. Lúc này cơn mưa cũng dần tạnh hẳn. Chúng tôi băng qua một con suối cạn và bắt đầu tiến vào bình độ 398. 398 là một triền đồi thoai thoải, nằm trong khoảng rừng rậm ẩm thấp, hoàn toàn trên đất Thái Lan. Sau cơn mưa, núi rừng như bừng tỉnh trong xanh, nơi đây dấu vết bọn địch đi tuần tra ngang dọc. Những dấu vết mới có, cũ có, đan xen nhau, những dấu giày, vân đế giày hình chữ U của bọn chúng, hằn rõ trên nền đất ướt. Tôi vẫy tay ra hiệu cho đội hình dừng lại. Tổ trinh sát tụi tôi xác định lại vị trí, tham mưu cùng hai đồng chí chỉ huy đại đội. Phía trước không xa, chắc chắn là cứ điểm của bọn chúng. Vì đây là khu vực tuần tra thường xuyên nên để lại rất nhiều dấu vết. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, đơn vị tôi quyết định phục đánh tại đây. Chúng tôi triển khai đội hình thành vòng cung, mũi chính diện làm chủ lực và hai mũi, hai bên, đề phòng bọn nó chọc sườn. Phần chính diện được bố trí nhiều hỏa lực. Nếu chúng lọt vào ổ phục kích thì đơn vị tôi sẽ nổ súng và hốt trọn. Bố trí đội hình xong thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Cái đám bùng nhùng của tụi tôi được vào nằm giữa cái vòng cánh cung mà hơi lùi lại phía sau. Trời lại đổ mưa tiếp. Căng vội tấm tăng mưa rồi treo võng. Lúc này mới thấy lạnh vì cả ngày dầm ướt. Cởi bỏ quần áo, móc vào cánh nhánh cây, lấy trong ba lô bộ đồ khô ráo ra mặc vào để ngủ. Cả ngày giờ mới được nằm ngả lưng. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, nghe lộp bộp liên hồi. Tự nhiên nhớ nhà kinh khủng, nhớ quê hương già diết, nhớ từng lối nhỏ thân quen, thèm được tiếng nói của bạn bè thời còn cắp sách đến trường. Nhớ như in hình bóng của người mẹ với đôi vai gầy, buôn gánh bán bưng. Ước lắm một lần được về thăm quê, được mẹ ôm như thời thơ ấu. Bao mơ ước hoài bão cứ ập về trong trí nhớ của tôi. Cái đám lính trinh sát chúng tôi treo võng nằm bên nhau, không biết mấy thằng kia có nghĩ giống tôi không. Sao tôi nghe thằng Tam nằm bên cạnh gãi sột soạt. Tôi hỏi, mày bị sao vậy Tam? Mày nhớ người yêu à? Nó nói, nhớ chứ anh, nhưng mà ngứa quá. Em bị lác ngứa, không chịu nổi. Ừ, cũng phải thôi. Tụi tôi dầm ướt cả ngày hôm nay, mà không bị lác mới là lạ. Tôi nằm suy nghĩ miên man, những kỷ niệm của quá khứ hiện về. Đời lính trận, tôi cũng nhiều lần giáp mặt với quân thù, có lo lắng nhưng không hồi hộp như những lần trước. Tôi còn nói, hai thằng này tranh thủ lấy nước pha gạo sấy đi, để mai ngủ dậy có mà ăn. Thế rồi cơn mưa cũng dần tạnh hẳn, tôi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Trời đã dần sáng, cơn mưa tối qua giờ đã tạnh hẳn, những tia nắng đầu tiên xuyên qua nhành lá, chiếu thành những vệt dài nghiêng nghiêng như tranh vẽ. Sau khi thu dọn, sắp xếp đồ đạc và ba lô gọn gàng, tôi vớ lấy bộ đồ tối qua treo lên nhánh cây mặc lại, lạnh buốt người. Tôi giục thằng Tam với thằng Đính lấy gói cơm sấy mà tối qua pha với nước mưa, giờ cũng nở căng, để rồi cùng nhau ngồi ăn sáng. Bứt lá cây rừng làm muỗng, từng thìa cơm rời rạc lành lạnh, ăn với mắm kem cô đặc. Tôi cũng đã quen với cuộc đời lính chiến nên cảm thấy bình thường. Nhưng tội nghiệp hai đứa nó vừa rời ghế nhà trường, tuổi chưa đầy đôi mươi mà đã gian truân. Tôi thương hai thằng nó như em mình. Ngoan ngoãn, hiền lành, lại hồn nhiên. Bất chợt nhìn tụi nó, tôi cũng thấy được hình ảnh mình hơn 2 năm trước. Có khác chi tụi nó bây giờ, có khi còn gian nan hơn khi đơn vị bắt đầu một chiến dịch. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì thằng Đính không ăn nữa, lắc đầu. Ăn không nổi anh ơi. Tôi nói, cố mà nuốt để còn sức chiến đấu. Hắn không trả lời, cúi xuống, miệng mỉm cười, ráng thêm vài muỗng nữa. Thằng Tam thì ưỡn bụng xoa xoa, no quá. Giờ mà có điếu thuốc thì ngon lắm.
Thằng Tam gãi đầu nói, hôm qua em thấy thằng Trung có cục thuốc to lắm. Trung nào? Thằng Trung giữ cây đại liên đó. Thì mày đi xin nó vài điếu. À, mày định sai anh đi à? Thằng Tam bối rối. Dạ không, em xin nó không cho. Anh xin thì nó nể. Nó cho nhiều em ké với. Chứ em xin giỏi lắm, nó cho đúng một điếu. Sau câu nói phân trần của nó, tôi thấy thương hơn. Ừ, thôi để anh đi. Mà nó đang ngồi chỗ nào? Nó nằm ngoài bìa, cùng bên trái. Tôi xách cây súng nhẹ nhàng đi ra chỗ thằng Trung. Thấy tôi ra, thằng Trung nhoẻn miệng cười chào tôi. Tôi cũng gật đầu chào lại. Tôi nằm xuống xen giữa thằng Trung với một đồng đội, xạ thủ phụ nữa. Tôi không nhớ tên đồng đội này. Tôi nói cho mình xin vài điếu thuốc, mấy thằng mình hết rồi. Ừ, thì nằm chơi hút đã, về chi vội. Nói rồi thằng Trung đưa tôi miếng giấy báo. Tôi nằm giữa cùng hai đồng đội, mới vừa vân vê điếu thuốc, chưa kịp bật lửa thì bỗng nghe tiếng bước chân sột soạt. Tôi xoay người nhìn lại, hỡi ôi, thằng địch đi đầu cách chỗ chúng tôi chừng 20 mét, lăm lăm khẩu súng trong tay, tiến thẳng về hướng chúng tôi đang nằm. Thằng Trung cố nâng khẩu đại liên lên nhưng không được, bởi tôi đã nằm đè lên cái dây đạn từ nãy giờ. Nghe tiếng động, thằng địch dừng lại nghe ngóng. Tôi lấy tay đè nhẹ cái đầu thằng Trung xuống, ra hiệu nằm im. Tôi nhẹ nhàng mở khóa an toàn, đưa khẩu AK, tì cái băng đạn lên gò mối, trước mặt, rồi nheo mắt. Dê nòng súng từ từ xuống ngay tầm ngực nó. Tôi siết cò, loạt đạn vang lên, thằng địch buông súng, giơ hai tay lên trời, xoay một vòng ngã bịch. Tôi quỳ thẳng người, nhả thêm vài loạt nữa. Lúc này con gà cồ của thằng Trung cũng gáy liên hồi. Tụi địch bị đánh bất ngờ, nhưng rồi cũng bắt đầu hình thành thế gọng kìm tấn công lại. Tiếng đạn của ta và địch quần nhau chiếu chiếu, âm âm, liên tục. Tôi xách súng chạy vội về chỗ ban chỉ huy, thấy hai thằng nó chui vào một gốc cây. Tôi cũng lao vào nằm chung với tụi nó. Phía trước tiếng súng vẫn ầm vang cả góc trời. Tiếng súng của ta và địch vẫn đáp trả nhau liên hồi, quần nhau khoảng 20 phút. Xung phong! Tiếng hô to của đồng chí đại đội trưởng, nhưng không thể nào át được tiếng đạn pháo gầm vang. Địch tập trung hỏa lực, bắn mạnh vào đội hình ta, chủ yếu nằm giữa cái vòng cung, tưởng chừng như được sự che chắn của hàng phòng ngự phía trước. Tiếng đạn pháo mỗi lúc một nhiều hơn. Trái nổ lên đọt cây, trái nổ trước mặt, trái nổ sau lưng dồn dập. Mảnh đạn bay vù vù, xoen xoẹt, cây cối đổ ngổn ngang. Phía trước tiếng súng đáp trả của quân ta nghe thưa dần, chỉ còn tiếng súng của bọn địch hướng về phía chúng ta chát chúa từng tràn. Bỗng bịch một cái, trái đạn M79 cắm phập xuống trước mặt đại đội trưởng rồi nằm im. Hú vía, nếu nó nổ thì không biết sẽ ra sao. Khi đó hai đồng chí chỉ huy, ba thằng trinh sát quay sang tôi, đồng chí đại đội nói, rút thôi, tất cả rút quân nhanh lên. Rồi có tiếng của một đồng đội nào đó hô theo, chạy anh em ơi. Tôi nói nhanh với thằng Tam và thằng Đính. Hai đứa mày nhanh lên, đưa đội hình chạy ra bờ suối trước đợi anh. Hai đứa ôm cây súng cắt rừng, chạy phăng phăng cùng với một số đồng đội. Tôi vẫn nằm lại dưới cái gốc cây đó. Đến đây tôi cũng xin nói rõ là không phải tôi gan dạ hay anh hùng gì. Tôi nằm lại để đón đội hình nằm phía trước, rút lui, để tôi dẫn đường, trong đó có thằng Trung với mấy đồng đội nữa. Một phút, hai phút, đến hơn 5 phút trôi qua, sao tôi không thấy ai? Thời gian sao nó dài vô tận vào lúc này? Lúc này pháo địch cũng bắn chuyển làn xa xa. Tôi quyết định, thôi, không chờ nữa, phải chạy theo đội hình vậy. Vừa đứng dậy chạy được vài bước, tôi thấy tấm bản đồ của thằng Tam rớt lại. Trên đó có điểm đánh dấu đường hành quân, thật nguy hiểm. Nếu lọt vào tay bọn địch, tôi dừng lại, cúi xuống nhặt tấm bản đồ, thì banh! Một trái đạn M72 nổ xé trời, u đặc, hất vang tôi bay ra xa. Trong tích tắc, tôi choàng tỉnh sau cú nổ kinh hoàng. Tôi thấy mình đang nằm ngửa, khẩu súng nằm ngang bụng. Thoáng nghĩ trong đầu, thôi, chắc bị thương rồi. Nhưng thề quyết tử, nếu thằng địch nào tiến đến chỗ tôi mở khóa súng chờ đợi. Tôi cựa mình để cảm nhận xem mình có bị thương ở đâu không. Lúc lắc cái bàn chân để coi có còn không. Ôi mừng quá, mình không bị sao. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế,
nhẹ nhàng tháo ba lô, thóp bụng, mở luôn cái tắt lưng đạn. Tôi xoay người vùng chạy. Trời ơi, nó bắn theo như mưa đổ. Tôi cố chạy và chỉ biết chạy thật nhanh. Tôi vấp ngã liên hồi, miễn sao thoát khỏi những làn đạn đang chiếu chiếu ở bên tai. May quá, tôi gặp một cái bờ đất sau chừng 2-3 mét gì đó. Không cần phải đắn đo suy nghĩ, tôi nhảy bổ xuống, lăn lội mấy vòng, chui vào cái hốc đá, vừa tránh được làn đạn quân thù. Chưa hết mừng, gặp ngay một con rắn hổ to bằng cổ tay đen sì. Nó nằm trong hốc đá, thấy tôi nó dựng cái đầu thẳng đứng, bành hai cái tai, lẻ lưỡi, thở khò khè. Tôi sợ quá, không dám vào, mà cũng chẳng dám ra. Vào thì rắn dữ, mà ra thì gặp địch, có thể đang truy kích. Tôi lấy cây súng, đẩy dần về con rắn. Tôi nói nhỏ như van xin. Rắn ơi, mày cho tao nằm với, tao không làm hại mày đâu. Con rắn như cảm nhận được lời thỉnh cầu của tôi. Từ từ nó thụp cái đầu xuống, rồi bò ra ngoài, nhường chỗ cho tôi. Lúc này tiếng súng đã lặng im, pháo địch cũng bắn thưa dần. Tôi lòm còm bò ra khỏi gốc đá. Bỗng tiếng súng lại rộ lên. Tiếng súng của ta và địch lại quần nhau. Tôi không còn nhận biết ra phương hướng nữa, địch phía này hay phía kia. Đội hình ta chạy gần như tan rã, không còn nằm trong hệ thống tác chiến nữa. Chỉ một vài đồng đội chạy chung với nhau, tạo thành một vành đai phòng thủ. Nổ súng phá vòng vây, rồi chạy. Bọn địch càng quyết tâm lùng sục truy kích quân ta. Những tiếng súng lại rộ lên, rồi lại im lặng. Tôi định hướng, chạy băng về bờ suối. Bỗng thấy một bóng người chạy cắt ngang qua mặt. Tôi mở khóa súng, chạy đuổi theo. Giương khẩu súng lên, tôi định xiết cò. Chợt thấy thoáng qua chiếc mũ tay bèo. Tôi dừng lại hô to. Đồng Hương! Người đồng đội tôi cũng chạy lạc như tôi, nghe tiếng kêu liền dừng lại. Hai đứa ngồi thở dốc, dựa lưng vào nhau. Hai đứa tôi chạy ra đến bờ suối thì cũng gặp thằng Tam và thằng Đính cùng mấy đồng đội. Chúng tôi chui vào một gốc cây cổ thụ, xòe những cái chân hình cạnh khế để che chở cho chúng tôi. Lúc này trời lại bắt đầu mưa. Mưa rất to, gió thổi ào ào, xô đẩy những cành lá ngả nghiêng. Nhìn qua nhìn lại, đội hình chúng tôi còn có 8 đứa bu quanh cái gốc cây này tả tơi. Chúng tôi nằm bên nhau, chui quanh cái gốc cây, hồi hộp, hoang mang. Mặc cho trời mưa xối xả, tiếng súng lại vang lên dồn dập giữa ta và địch, như thúc giục chúng tôi phải cùng chiến đấu với đồng đội. Tôi cảm thấy mình hèn hạ, sao lại chạy, lại bỏ rơi đồng đội của mình. Tôi nói tất cả không được chạy nữa, phải vào lại, giải vây cho đồng đội, tất cả còn kẹt lại rồi. Trong phút chần chừ nhìn mặt nhau, bỗng ầm một tiếng, nổ rung chuyển cả đất trời. Nửa thân cây cổ thụ đổ sập xuống, chùm chỗ chúng tôi đang nằm. Sau tiếng nổ, cái thân cây bị xé toạc xuống tận gốc. Một đồng đội tôi ôm cái mặt ngang chỗ mang tai, máu thấm chảy ra thành dòng. Bà mẹ ơi, chết con rồi, trời ơi! Tôi vừa nhìn thấy bùn rủn chân tay, hoang mang tột độ, không biết giờ tính sao. Đồng Hương! Đồng Hương bình tĩnh, nằm im. Tôi gào to, tôi nắm tay kéo xuống để coi vết thương ra sao. Tôi xé cái vạt áo của mình, chặn lại dòng máu đang ứa ra dưới bàn tay của đồng đội đang ôm chặt. Hai ba đứa chúng tôi trụm lại, vạch tìm vết thương trên đầu. Trời ạ, ông nội bị chảy ra. Một đồng đội la lên, hú hồn, bọn tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn anh chàng đồng đội kia, cái mặt ngơ ngác chưa hết hoàn hồn. Thì ra một mảnh đạn bay vụt qua, liếm nhẹ màng da đầu. Anh chàng ta đưa tay vuốt lên, thấy máu chảy, tưởng đâu sắp lìa xa dương thế, nên gào khóc, kêu cha kêu mẹ. Trong lúc đang hoang mang, chưa biết phải tính sao trong tình huống éo le này, tôi chợt nhìn theo bờ suối, thấy một số đồng đội tôi, súng ống, quần áo te tua, đang chạy tới. Tôi đứng dậy vẫy tay, mừng rỡ. May quá! Chúng ta chỉ còn thiếu ít người nữa. Chiếc máy bay ở đâu vù tới, rít trên đầu bọn tôi một tràng hỏa lực, nổ vang trời. Tiếng nổ mỗi lúc một gần, gần nữa. Ôi, bom bi! Tiếng ai đó la lên. Chỉ có chạy thôi. Cả đội hình bung chạy, không cần mệnh lệnh, không cần trinh sát dẫn đường, chạy vô trật tự. Mạnh thằng nào thằng đó chạy, nhưng chạy cùng về một hướng. Tôi cũng chạy, còn hơn ma đuổi.
Không biết đã bao xa rồi, chúng tôi mới dám dừng lại. Mồm mũi thi nhau thở, mỗi thằng ngồi mỗi đống, buồn bã, hoang mang. Áo quần thì te tua ướt nhẹp. Chẳng ai nói với ai lời nào. Trời cũng đã tạnh mưa từ lúc nào, nhưng bầu trời vẫn u ám mờ mịt. Những cơn gió thoáng qua se lạnh, như ngấm vào từng làn da thớ thịt. Cái lạnh bên ngoài đâu có sợ bằng cái lạnh thấu tâm can khi chúng tôi về đây. Còn lại bao đồng đội nữa vẫn phải nằm lại nơi rừng sâu hun hút của vùng biên cương này. Trời tháng tư nắng như đổ lửa. Đoàn xe Jin 130 đưa chúng tôi từ quân trường An Sơn, Nghĩa Bình ngày ấy, nơi vùng quê đất mẹ Thanh Bình, băng về hướng Tây theo trục lộ 19, vượt qua vùng Tây Nguyên đầy nắng gió, bụi mù của đất đỏ Ba Gian, bầu trời trong xanh cao vợi, những tia nắng mùa hè oi ả, mang theo những cơn gió rừng khô khốc, hắt thẳng vào những khuôn mặt cháy sạm của những người lính tân binh chúng tôi, vừa trải qua những tháng ngày rèn rũa nơi thao trường huấn luyện. Đoàn xe vẫn lao đi dưới cái nắng oi bức. Chúng tôi im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Mỗi người mang một niềm vui tâm sự xa xôi. Đứa thì đưa mắt nhìn về nơi chân trời vô định. Đứa thì cúi mặt ôm chiếc ba lô, mang nỗi buồn không tên nào đó. Đứa thì mặt mày đỏ lừng, mệt mỏi tựa vào vai đồng đội. Còn tôi thì cố nhìn phong cảnh quê hương đầy luyến nhớ, biết rằng mai đây trên chiến trường khắc nghiệt sẽ chờ đón chúng tôi. Chiến trường chỉ có hai từ thôi, mà lòng tôi hồi hộp lo âu. Những trận đánh oai hùng, những chiến công oanh liệt, những cuộc chiến đầy bi thương, máu và nước mắt của lớp cha anh mà tôi đã từng đọc trong sách vở. Giờ đây đến lớp chúng tôi lên đường để viết tiếp những trang sử còn dang dở của thế hệ cha ông đi trước. Bao suy nghĩ trong tâm tư cứ ẩn hiện như từng thước phim quay chậm, xen lẫn nỗi nhớ nhà bao la. Tôi nhớ ba tôi, ngày ngày cuốc bẫm cày sâu, chăm từng mảnh ruộng vườn khoai. Nhớ mẹ tôi còng lưng vai gánh, bán buôn nuôi đàn con khôn lớn. Chưa kịp báo đền ơn cha nghĩa mẹ, nhưng nợ nước chưa tròn. Tôi lên đường chiến đấu bảo vệ quê hương. Nhớ như in những tiếng cười rộn rã của bạn bè trang lứa khi cắp sách đến trường với bao kỷ niệm buồn vui, đảo lộn tâm tư. Thỉnh thoảng chiếc xe chồm lên nảy bật bởi những ổ gà trên đường làm tôi cắt ngang dòng suy nghĩ. Hoàng hôn dần xuống, mặt trời như chiếc vung đỏ rực đang dần khuất xa những cánh rừng. Đoàn xe vẫn băng lao nhanh về phía mặt trời lặn như muốn đuổi kịp với thời gian. Bóng đêm cũng đã phủ xuống, đoàn xe vẫn nối đuôi nhau xuyên qua những cánh rừng từ bao giờ. Đồn biên phòng 23, đây là đồn biên giới Việt Nam Campuchia. Chúng tôi được dừng quân nghỉ ngơi. Lần đầu tiên bước xuống xe, ngắm nhìn cái biên giới nó ra sao. Tôi tò mò dòm hỏi, nhưng cũng như tôi, đám lính tân binh này có ai biết được. Trong cái tối mịt của rừng già với mấy cái đèn pha của ô tô, chúng tôi được hướng dẫn vào nghỉ ở nhà khách quân nhân. Nghe nhà khách, có lẽ ai cũng tưởng là có chăn ấm, nệm êm, có bàn có ghế, có tất cả những nhu cầu của khách. Tôi cũng bất ngờ vì nhà khách là một lán tranh chỉ cột võng. Mọi sinh hoạt tắm rửa hay vệ sinh là con suối ở phía cuối trại. Tôi đang ngơ ngác thì có một bàn tay vịn vào vai tôi nói: "Lính mà em, hãy tự lo cho mình." Tôi hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng dạ. Làm theo sự hướng dẫn của anh lính kia, tôi mò mẫm xuống suối vắt khăn lau mặt, lau người, xong trở về treo võng nằm. Bê ba cho bộ đội nhận cơm. Tiếng ai đó vang lên, rồi tôi cũng nhận phần cơm cùng 6 đồng đội nữa. Trời tối thui, chỉ có cái đèn dầu chỗ mâm cơm, chẳng nhìn rõ thức ăn là món gì, chỉ biết là rau muống chấm với mắm tương. Sau này mới biết. Bữa cơm vậy mà ngon, có lẽ cũng đang đói cả ngày nên thấy ngon thôi. Trời đêm nay không trăng, ánh sao rừng treo từng lòm trên cao tắp. Chúng tôi mắc võng nằm gần nhau. "Các đồng chí không được đi lung tung. Ở đây rất nhiều mìn, sẽ không an toàn cho các đồng chí, rõ chưa?" Ôi, trước khi đi ngủ mà cũng quán triệt. Thôi, kệ, mình cứ ngủ chẳng dám đi đâu cả. Chưa biết mô tê gì mà nghe nói vậy cũng sợ tái mặt. Lỡ có mắc tè thì xoay người lại là xong. Sau bữa cơm sáng kiểu nhà binh,
chúng tôi được tặng thêm mỗi thằng một nắm cơm vắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy cục cơm được vắt tròn vo, cứng ngắc như quả dừa non nho nhỏ, lớn hơn nắm tay một chút. Tôi ngơ ngác, chẳng biết cất vào đâu và ăn với cái gì với cục cơm nguội lạnh như vậy. Mày sao vậy? Không cất đi mà cứ cầm hoài. Tôi còn băn khoăn, chưa kịp trả lời thì anh bê trưởng đưa quân, bảo tôi lấy cái khăn mặt gói vào rồi bỏ trong túi cóc ba lô, còn thức ăn có sẵn rồi, nằm ở giữa trong cục cơm, có biết chưa? Giờ thì tôi mới hiểu, và cũng là bài học đầu tiên mà tôi nhớ mãi. Tạm biệt đồn biên phòng 23, đoàn xe tiếp tục cuộc hành trình đưa chúng tôi đi. Đoạn đường như hẹp lại, gồ ghề hơn, nhồi lắc nghiêng trái rồi nghiêng phải, những cánh rừng rậm rạp bạt ngàn trôi qua trong tầm mắt. Xa xa ở phía trước, tôi thấy những khoảng trống của bầu trời quang đãng và thầm nghĩ, có lẽ chúng tôi sắp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng nông thôn đất bạn, có gì khác với quê mình. Cứ sự chờ đợi trôi qua hụt hẫng, hết rừng rậm, rồi rừng khộp. Ôi, những cánh rừng khộp bao la, trùng điệp, nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng trên đường, có một vài đồng chí mang súng đứng chốt vẫy tay, chào đón chúng tôi. Đoạn đường như một con rắn màu đỏ khổng lồ uốn lượn giữa rừng hoang vu. Đâu đó có một vài ngôi nhà sàn, xa xa xen giữa những dãy ngô lúa của người dân. Một nỗi buồn vô tận, tôi càng nhớ quê hương xa xiết. Tất cả những gì nơi đây, tôi đã thấy hoàn toàn xa lạ và mới mẻ. Chỉ có bầu trời là quen thuộc. Mệt mỏi, tôi nằm ngửa ngắm bầu trời lướt trôi qua dưới tán cây. Bùng Lùng, một thị trấn nhỏ nằm trên đường khi đoàn xe dừng lại. Tôi chòm dậy, ngắm nhìn tất cả. Hình ảnh đầu tiên tôi thấy là cái bảng hiệu, viết bằng chữ gì mà như run với rắn ngoằn ngoèo. Không hiểu nổi, rồi những người phụ nữ mặc những chiếc xà rông, đi dép lào lẹt đẹp, nước da đen đen bánh mật. Thấy chúng tôi, mọi người nhìn ngó, chỉ trỏ nói gì với nhau, bằng những thứ ngôn ngữ lạ hoắc. Chúng tôi ăn cơm trưa tại chỗ ngồi, trên thùng xe. Lần đầu tiên ăn cơm vắt. Bẻ đôi cục cơm, tôi thấy ở giữa có nhân là muối đậu. Cầm cục cơm mà cố nuốt, nước mắt nghẹn ngào, nhớ những bữa cơm ở nhà mẹ nấu. Rồi có những tiếng ai đó thở dài, ngao ngán. Uống vội miếng nước, trong bi đông. Đoàn xe cũng vội vã lên đường. Mặt trời cũng đã bắt đầu ngả bóng. Những cái điệp khúc cũ mềm của những cánh rừng vẫn hiện ra, rồi cái thị trấn nhỏ, Bùng Lùng cũng lùi xa mất hút. Chúng tôi vẫn ngồi im lặng trên thùng xe, giao phó sinh mạng mình cho anh tài xế. Chở đi đâu thì chở, lúc đầu còn háo hức, ngắm nhìn, giờ thì ớn quá, chẳng thèm quan tâm đến cảnh vật xung quanh. Chiếc xe dừng lại, trước mắt chúng tôi là một dòng sông rộng bao la, với bờ dốc thoai thoải ra đến mép nước. Đây rồi, dòng Mê Công, tôi đã từng đọc trong sách vở, giờ đây đã hiện rõ trước mắt tôi. Những làn gió chiều mang mát, xua đi những cái mệt nhọc oi ả suốt mấy ngày qua. Chúng tôi được lệnh xuống xe, chuẩn bị hành quân. Tôi tranh thủ chạy đấu mép nước, khoác khoác vài cái để rửa mặt mũi chân tay. Dòng nước man mát làm sao, những làn sóng nhỏ lăn tăn, đua nhau vỗ vỗ, bên bờ đất đầy cỏ dại. Đây là thị xã Sở Tung Trang. Những người dân ở nơi đây thấy chúng tôi chỉ đứng xa, nhìn ngó. Thị xã đơn sơ, lặng lẽ, như những xóm nhỏ ở quê. Không ồn ào náo nhiệt, không xe cộ tấp nập, nằm bình yên bên bờ đông của dòng sông thơ mộng. Chúng tôi lên phà ngang, đưa sang sông, ngắm nhìn dòng nước mênh mông của bầu trời bình yên, nơi đất bạn, mà chìm trong suy nghĩ, yên bình giả tạo. Phà cập bến, chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân đi bộ theo tuyến đường huyện, dọc bờ Mê Công, qua những phum sóc với những ngôi nhà sàn phố huyện tha la. Trời đã ngả hoàng hôn, chúng tôi hối hả bước đi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến đơn vị. Đây là trung đoàn 143. Sau khi điểm danh quân số, tôi được biên chế về tiểu đoàn 2. Tôi lại lên đường hành quân ngược về lối cũ, nơi mà bến phà lúc chiều tôi mới đi qua. Vừa mệt vừa đói, nhưng cũng phải cố bước. Vừa trời tối, chúng tôi vừa về tới đơn vị mới. Quyền vợ lại sang trang chào đón. Đêm nay,
bọn tôi được treo võng ngủ ngon lành trong những hiên nhà của các bộ phận thuộc ca bộ. Sau bữa cơm chiều muộn, một giấc ngủ sâu sau những ngày đường mệt mỏi, mặt trời đã lên cao, chúng tôi choàng thức dậy chẳng ai gọi, cũng chẳng có tiếng kèn báo thức như khi còn ở quân trường. Đơn vị tôi vắng lặng, chỉ có một vài đồng chí lính cũ đi qua đi lại. Chỉ có đám lính mới bọn tôi lao nhau cười nói với nhau. Tôi hơi ngỡ ngàng mà cũng chẳng biết hỏi ai và chúng tôi sẽ làm gì. Thế rồi có tiếng gọi, tất cả tập trung. Chúng tôi như thành thói quen, ba lô gọn gàng, quần áo nón mũ chỉnh tề tuân lệnh. Đi ăn cơm sáng. Ồ, chúng tôi được bê những thau cơm đầy trắng tinh, còn nóng hổi thịt heo tươi, cũng đầy tươm tất, được các anh nuôi kho nghệ vàng ươm thơm lừng. Tụi tôi vừa cười vui vẻ, lính chiến trường sao lại ăn sướng thế? Lâu lắm rồi, hôm nay mới có được bữa cơm thịnh soạn. Những cái lo âu mường tượng đã tan biến đâu mất. Chúng tôi ăn như chưa từng được ăn. Sao, có ngon không? Tiếng ai đó vừa hỏi. Tôi quay lại, thấy một đồng chí già già, nhỏ con, mặc bộ quân phục cũ mềm, không có quân hàm quân hiệu gì hết. Bước tới sau lưng, cả đám chúng tôi trả lời. Dạ, ngon ạ. Ông ta cười rồi chắp tay sau đít bước đi. Tụi tôi ngơ ngác, không biết ông là ai. Chắc là thủ trưởng mình. Không phải, thủ trưởng gì mà ăn mặc quần áo xộc xệch đến vậy? Hay là đồng chí quân nuôi? Cả bọn cãi nhau phán đoán đủ điều. Nghỉ ngơi xong chừng 10 phút, thì bỗng có tiếng gọi tất cả tập trung. Chúng tôi nhanh nhẹn chạy ra phía sân giữa đơn vị. Ai ai cũng hồ hởi, vui tươi trên từng khuôn mặt. Ê, thằng kia! Tôi giật thót mình ngơ ngác. Cái ông lính già ban nãy cầm khẩu AK lên đạn cái rẹt, đưa nòng súng lên trời. Bùm! Một phát đám lính mới tụi tôi, mặt mày xanh lét, đứng im re. Lão ta đi qua đi lại hô. Nghiêm! Đằng trước, thắng! Lão chỉ thẳng vào tôi. Thằng kia! Ui! Tôi hồn bay phách lạc. Cái thằng con gái kia! Tôi lý nhí. Dạ! Lão tiến đến, nắm tay tôi giơ lên cao. Tất cả bên trái quay! Tụi tôi quay dẹt theo tiếng mệnh lệnh. Rồi lão hô to. Nhìn bên phải, thắng. Lúc này lão lấy khẩu AK cầm trên tay, đi qua đi lại trước mắt tôi. Lão nói đây là súng thật, đạn thật, không phải như ở quân trường đâu. Rồi lão mở hộp tiếp đạn, ra khoe còn đầy đạn vàng chóe. Lão lại lắp vào, rồi lên đạn lần nữa. Viên đạn văng ra. Lão đi ngang qua, đến bên tay phải, đưa súng lên ngắm. Thằng nào đứng lệch ra trước hoặc ra sau, tao bắn bể ngực. Trời ơi, tôi đứng đầu tiên, tim đập tay run. Lại trời, ông đừng bắn trúng. Ông già rồi, có khi nào ông run tay bóp cò trúng chúng tôi không? Tôi nín thở chờ đợi. Đoàng, một tiếng nổ vang lên, hú hồn không ai bị sao. Khá lắm, lão khen tấm tắc. Tất cả ngồi xuống. Tụi tôi ngoan ngoãn như cún con. Một đồng chí quân lực đọc tên từng người. Người nào có tên lên theo một đồng chí lính cũ. Lần lượt từng người có tên đứng lên, cho đến người cuối cùng là tôi. Cũng chẳng có tên. Tất cả được những đồng chí lính cũ dẫn về. Riêng tôi còn ngơ ngác, không có tên trong danh sách. Này, cái thằng con gái kia! Lão chỉ vào tôi. Tôi dạ. Em tên là... Không được, nói lại. Dạ, thưa thủ trưởng. Em tên... Lão quát to, đứng nghiêm nghị, khuôn mặt dữ tợn, ngược với dáng người nhỏ thó của lão. Báo cáo rõ ràng coi. Tôi lấy hết sức bình tĩnh, nín thở đứng im. Tôi Binh Nhất Võ Hữu Thành, báo cáo đồng chí thủ trưởng. Hết. Có mấy chữ mà đổ cả mối hột. Lúc này lão mới cười, lão ghé tai tôi nói nhỏ. Những đồng chí lính cũ đứng sau lưng lão, rồi chỉ trỏ về phía tôi một hồi lâu. Sau lão gọi một anh lính cũ đến dẫn tôi đi bước theo anh lính cũ. Muốn tò mò hỏi ông ấy là ai mà ghê quá. Có lẽ đoán được ý tôi, anh lính nói đó là thủ trưởng đơn vị mình, tên là Ấm, Nguyễn Đức Ấm. Cái tên ấn tượng và hành động cũng ấn tượng không kém. Làm sao tôi quên được. Về đơn vị mới C5,
tôi được các anh lính cũ ở đây rất quý. Với tính cách hiền lành, ngoan ngoãn mà nhanh nhẹn, chưa bao giờ cãi nhau hay nói năng hỗn láo với đàn anh. Rồi một hôm cái lão ấm đó xuống thăm đơn vị tôi. Vào một buổi chiều, khi đơn vị đang đánh bóng chuyền, lão vẫn đứng chắp tay sau đít, quan sát một hồi lâu rồi nói với đồng chí Vinh đại trưởng. Xong lão kêu: "Ê, cái thằng con gái, vào đây." Tôi ngoan ngoãn tiến đến. Lúc này sao lão trái ngược với mấy hôm đầu gặp tôi. Lão hiền lành, cười tươi, vỗ vai, khen tôi giỏi lắm. "À mà mày tên gì hả thằng kia?" "Dạ em tên Thành ạ." Lão cười gật gật. "Thằng Thành con." Có lẽ lão định nói là thành con gái, nhưng sao lão lại ngập ngừng. Thế là tôi có cái tên ghép là Thành con từ đó. Mấy ngày sau, các anh lính cũ đi chiến dịch M1, xong mới về đơn vị nhộn nhịp cười nói. Tôi lắng nghe mấy anh kể chuyện, những trận đánh vừa qua, những gian truân của các anh đã cho tôi phải tròn con mắt để thán phục. Tôi lân la đến dòm ngó những khẩu cối 60, những trái đạn như trái bắp, tò mò nhìn những khẩu đại liên còn khét mùi thuốc súng. Nhưng các anh hiền lành, vui tươi, chia sẻ, coi tôi là thằng em út của đơn vị. Có miếng gì ngon cũng kêu: "Thành con ơi, Thành con." Tôi cảm thấy vui hơn. Một hôm trong bữa cơm chiều, chuẩn bị ăn cơm, có mấy trái ớt nữa là ngon lắm. Tôi dạ: "Mày sang bên kia, xin cái con nhỏ đang làm rẫy kia kìa, mấy trái ớt." Tôi vô tư, liền quay lưng đi. Định đi nhưng sực nhớ là mình không biết tiếng, liền hỏi: "Ơ, mấy anh ơi, em không biết tiếng." "Dễ ợt, mày cứ nói on xà lanh bon tê là cô ta cho ngay." Tôi ngập ngừng rồi lẩm bẩm: "On xà lanh bon tê, ừ, cũng dễ hiểu." Thế là tôi đi. Bỗng thằng Linh lính mới như tôi vội chạy theo: "Tao đi với." Hai thằng tôi lội xuống một con suối cạn, trèo lên bờ suối bên kia. Tôi thấy một cô gái Khmer đang cầm cái dao phát bên bờ ruộng. Hai thằng tôi tiến đến gần. Tôi đi trước, thằng Linh đi sau. Gần đến nơi tôi quên mất là nói câu gì. Đang cố nhớ thì thằng Linh chồm đến, lật cái tay ra đọc một mạch: "On xà lanh bon tê." Thì ra nó viết trên tay nó. Tôi định khen: "Sao mày giỏi thế?" Cô gái nghe xong vẫn im lặng, không phản ứng gì. Nó đọc lại một lần nữa: "On xà lanh bon tê." Cô gái tròn mắt, vung cái dao cao lên, nói như quát: "Đồ cá trớn." Thằng Linh hoảng quá bỏ chạy. Tôi cũng định chạy theo, nhưng chân trượt té, nằm sõng xoài bên bờ ruộng. Ôi chết rồi, cố ý mà chém một cái thì làm sao đỡ nổi. Nhưng cô gái ấy thấy tôi té, đứng che mặt cười. Tôi bất ngờ, câu nói tiếng Việt rất rõ ràng: "Đồ cà trớn." Tôi vội vàng díu dít xin lỗi: "Xin lỗi cô, tôi không biết tiếng." Mấy anh em kêu tôi qua xin ớt. Cô gái cười hồn nhiên: "Anh chờ chút." Tôi hú hồn, tim đập chân run. May mà cô ấy hiểu. Thế rồi cô vào nhà lấy cho tôi nắm ớt. Tôi cảm ơn rồi vội vã chạy về. Thằng Linh chạy về trước, mặt mày không còn chút máu. Tôi chạy về sau, quần áo lấm lem vì bị té. Ôi, mấy anh lính cũ được một phen cười vỡ bụng: "Giỏi ghê, biết nói cả tiếng Miên luôn cơ đấy." Thấm thoát thời gian cũng trôi qua chừng một vài tháng. Một hôm tôi gác, cái vọng gác là một ụ mối xa xa cách khu nhà của đơn vị khoảng chừng 50 mét. Đêm nay trời trăng sáng tỏ, từng vì sao lẻ loi cô đơn trên bầu trời soi sáng xuống những khoảng rừng âm u mờ ảo dưới màn sương đêm. Ngồi ôm súng, mắt không ngừng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Hai cái tai như dựng đứng lên để nghe những tiếng côn trùng rên rỉ. Gần một giờ trôi qua, bóng trăng trôi qua, các vầng mây bầu trời đêm tối sầm lại. Bỗng nghe có tiếng rù rì, thầm thì như đang nói nhỏ. Hai cái lỗ tai như dựng ngược lên. Tôi lấy cây súng úp cái nón cối lên nòng, đưa lên, nhưng tôi thì nằm dí xuống đất. Tiếng thì thầm lúc gần lúc xa: "Chói hay là bắn chết?" Cái âm thanh tôi tưởng tượng nghe nổi da gà từng lớp. Ôm súng lên, tôi vọt chạy, chạy thật nhanh, lao vào nhà kêu lay đồng đội dậy: "Mấy anh ơi, dậy, dậy, dậy."
Nghe tôi gọi báo động, cả đơn vị tôi lăn xuống đất, súng đạn bò ra giao thông hào. Tôi thở hổn hển, chỉ về hướng có tiếng thì thầm. Hơn 30 phút im lặng theo dõi, thì phát hiện hai con chim dụ dị đang đi ăn đêm, gọi nhau bằng cái lời thì thầm quái đản kia. Tôi cảm thấy hối hận vì đã làm đồng đội mất ngủ một đêm. Cái kỷ niệm nhớ đời ấy làm sao mà tôi quên được. Đơn vị tôi đóng quân ở ven rừng gần bên một con suối nhỏ của Bìa Phum Tha La. Hàng ngày chúng tôi vượt qua con suối vào đến một ngọn đồi nhỏ là cái thao trường của tiểu đoàn. Tôi tập trận, luyện những bài đánh địch phòng ngự trên điểm cao. Cứ chiều đến là đơn vị cử một trung đội đi tuần tra quanh khu vực doanh trại chừng 4-5 km, rồi quay về trước hoàng hôn đều đặn mỗi ngày. Một hôm, cũng trong cái thường lệ ấy, sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, trên đường về đơn vị, cả B đi tuần tụi tôi có ghé vào một cái nhà sàn của người dân, nằm cô đơn giữa một mảnh ruộng, dưới một gốc me già cổ thụ. Mấy anh lính cũ hình như đã thân quen với gia đình này lắm. Rất tự nhiên họ cười nói. Tôi nghe cả tiếng Việt và tiếng Khmer lẫn lộn nhau, rồi những tiếng cười giòn giã, đùa giỡn với các cô gái ở trong nhà. Còn tôi vừa sợ, vừa bỡ ngỡ nên không dám vào nhà mà chỉ đi loanh quanh ở dưới đất, rồi đứng ngắm trời đất xung quanh. Thanh! Tôi giật mình khi có người gọi tên. Vào đây chơi! Làm gì mà đứng buồn vậy? Bộ nhớ người yêu à? Dạ thôi được rồi, để em canh gác. Tôi biện hộ. Gớm! Không có mày cảnh giới, chắc mấy thằng anh mày chết rồi à? Tôi sợ mấy anh la nên leo theo cầu thang bước vào nhà, ngồi khép nép bên cái cửa. Xin giới thiệu với mẹ, với em, đây là Thành của nhà mình. Thành con chứ? Tiếng ai đó vừa nói chen vào, rồi tất cả cùng cười. Lúc này tôi mới dám cúi đầu chào khẽ. Bà mẹ già người Khmer ngồi phía cuối nhà, sau lưng là một cô gái lấp ló, có nửa khuôn mặt, ngồi nấp vào bờ vai của bà. Bà ậm ừ rồi nói, con Tót Thành. Bà nheo nheo con mắt nhìn tôi, rồi quay lại nói gì vào tai cô gái đó. À đúng rồi, con Tót Thành, người yêu của em đó, phải không Pau? Đúng rồi. Cả đám lính nhà ta xôn xao, kéo tôi vào cho gần chỗ bà cụ và cô gái đó. Tôi giật mình nhận ra, cô gái đó chính là cái cô lần đầu tôi gặp để xin ớt. On xả lanh bon tê, bị cô chửi là đồ cá trớn. Mới cách đây vài hôm, tôi đỏ mặt xấu hổ, rồi bẽn lẽn chạy ra ngoài, đứng nấp sau gốc me. Sau một hồi cười giỡn, chẳng ai còn nhớ đến sự vắng mặt của tôi. Nhưng khi tôi quay vào nhìn, thì bắt gặp ngay cái ánh mắt trìu mến của người con gái đó, đứng trộm nhìn tôi tự bao giờ sau cánh cửa. Thời gian trôi đi cũng khá nhanh, mới ngày nào đặt chân lên vùng đất lạ này, đã gần 3 tháng. Hàng ngày chúng tôi vẫn hay đi qua lại chỗ này. Rồi một hôm, tôi được phân công chốt giữ cái thao trường vào ban đêm cùng một tiểu đội. Khi đơn vị về doanh trại hết, thì bọn tôi ở lại, tuần tra quanh thao trường rồi về điểm chốt. Tôi chợt nhớ, họ là hôm nay quên đem cái tấm đắp nên vội chạy về doanh trại để lấy. Vừa chạy được qua trước cửa nhà cô gái đó. Bon, Bon Thành! Tôi dừng lại. Pau kêu tôi à? Chứ còn ai nữa? Bon đi đâu vậy? Tôi nói mình đi công việc. Có thể ở đây chơi được một tí không? Trời, sao cô này nói tiếng Việt giỏi thế? Nói như những cô gái Việt thật sự. Làm tôi vừa ngỡ ngàng, vừa tha thiết những dư âm của thời bạn bè nơi đất mẹ. Tôi không nỡ lạnh lùng với cái ánh mắt nhìn đầy lưu luyến. Tôi gật đầu. Cô gái vẫy tay ra hiệu tôi vào nhà. Tôi bước theo cô vào nhà. Trời cũng bắt đầu tối. Bon à, Bon biết tại sao mẹ thương Bon nhiều không? Tôi cũng bất ngờ với câu hỏi ấy. Tôi chỉ im lặng rồi lắc đầu. Ngày trước hồi năm 79-80 gì đó, ngày mà con Tóp Việt Nam đánh đuổi bọn Pốt, cũng ở đây có một đơn vị của bộ đội Việt Nam đóng quân. Có một người cũng tên Thành, giống tên của Bon, đã cứu giúp mẹ và gia đình thoát chết trong gang tấc. Rồi mẹ hứa mẹ sẽ gả con gái cho Bon Thành. Mẹ nói với em phải học tiếng Việt cho thật giỏi, sau này sẽ lấy chồng là con Tóp Thành Việt Nam.
Mấy tháng sau, mẹ nghe tin Bon Thành hy sinh ở Ta Beng. Mẹ buồn và khóc rất nhiều. Nay nghe mọi người nhắc đến tên Thành, mẹ nhớ. À, thì ra là vậy. Tôi được hưởng sái cái tình cảm của bà và em Paul cũng vì trùng với cái tên thôi. Mà tôi cũng cảm nhận được cái tình cảm rất chân thật của một con người đã luôn nghĩ về người yêu mình. Tự nhiên tôi thấy gần gũi sau những lời tâm sự của cô gái. Anh chỉ giống cái tên, chứ có giống người đâu phải không Bon? Không, Bon và Bon Thành giống nhau nhiều lắm. Chắc là cô mường tượng thôi, chứ làm gì giống nhau. Ngồi nói chuyện có chút xíu mà đã hơn cả tiếng đồng hồ. Ngoài kia trời cũng đã tối từ bao giờ. Ánh trăng treo cao, soi rõ cả một khoảng sân nhà. Tự nhiên hôm nay trong nhà có một nam, một nữ ngồi nói chuyện. Tôi thấy ngại vô cùng. Giả vờ đứng dậy ra ngắm trăng, rồi hai đứa bước xuống sân nhà. Bon ở Việt Nam có người yêu chưa? Bất ngờ cô hỏi tôi. Tôi mỉm cười. Anh chưa có. Bon có muốn lấy vợ ở đây không? Ồ hô, không biết ngày mai sẽ sống chết ra sao mà vợ với chả con. Nếu Bon không chê thì em đợi Bon xong nghĩa vụ mình cưới nhé. Trời ơi, tự nhiên hai bờ vai lạnh buốt, nghe mơ hồ. Thôi, anh về nhà kẻo bị đơn vị kỷ luật. Không Bon chờ chút nữa đã. Cô níu kéo chỉ hoãn thời gian. Xa xa bà cụ đi đâu trong phum về vội vã. Thấy tôi, bà cụ cười tươi, nói một hồi bằng tiếng Khmer. Tôi chẳng hiểu mô tê chi hết, cũng cười hì hì. Phải chờ thông dịch viên là cô gái đó dịch lại tôi mới hiểu. Hôm nay nhà bà ở ngoài phum có đám rỗ nên bà về muộn, có ít bánh đem về làm quà cho mấy đứa trong chốt. Tôi thấy vui mà cũng lo, cái lo vu vơ hoài, nghi lòng tốt của người dân đối với người lính chúng tôi. Tôi từ chối. Bà cụ lúc nãy tỏ vẻ giận hờn, tôi cũng không nhận. Tôi chào bà, vừa quay lưng bước đi thì bỗng bà cụ khóc òa nức nở. Tôi hoảng quá quay lại. Bà vừa khóc vừa nói gì, trời ơi tôi không hiểu. Qua lời dịch của cô gái, tôi mới hiểu rằng bà lúc nào cũng rất yêu quý bộ đội Việt Nam. Bà coi các anh là con của bà, mà từ chối món quà đó, bà buồn nhiều lắm. Mà người làm bà buồn nhất chính là tôi. Tôi lại ôm bà. Con xin lỗi mẹ, con sẽ nhận. Tôi vội vã đi về, khệ nệ từng bước, vai mang súng, vai mang bánh, tay ôm một mớ đủ thứ, không biết cái gì mà nhiều vậy, mà lại nặng thế. Chạy về đến điểm chốt, tôi kêu tất cả anh em lại và kể đầu đuôi câu chuyện mà tôi có được món quà này. Cả bọn tôi cười hớn hở, mở vội ra xem. Những cái bánh giống bánh tét, ở giữa là nhân chuối to bằng cổ tay, gói trong lá chuối, rồi cơm nếp với thịt ếch xào. Cả bọn súm lại ăn ngon lành, còn tôi không dám ăn, chỉ ngồi suy nghĩ lung tung. Những hoài nghi vẫn theo đuổi tôi, luôn cảnh giác, lỡ nó giả bộ cho mình ăn, khi đó có bỏ thuốc độc hoặc thuốc mê gì trong đó. Nghĩ đến đây thì nổi da gà. Được được, thằng này khá lắm, ngày mai cho mày đi tiếp. Tôi thì lo xa, còn mấy cha nội này thì vô tư vậy. Thoáng cái đã hết sạch, rồi cười khà khà với nhau. Ngày 28 tháng 12 năm 1984, từ trận địa 547 trở về hậu cứ, đóng ngay ở nhà nghỉ Sihanouk, mở dương bỏ vào ba lô một quyển nhật ký, vài thứ lặt vặt và một bộ đồ K-74 đã mặc còn khá lành lặn, tài sản quý nhất của lính trận bọn tôi. Bộ đồ đó so với bây giờ nó không có giá về vật chất, nhưng với chúng tôi lúc đó là của dự phòng vô cùng quý giá. Nếu không may bị tử thương, còn có những kỷ vật. Khi các đồng đội còn sống trở về, lục ra gói lại cẩn thận, gửi về trên, chuyển về tổ quốc, trao tận tay cho gia đình. Cầm lưỡi lê khắc lên báng súng, vạch thứ hai kỷ niệm trận đánh đó. Thêm một lần bắt tay các đồng đội ở lại bảo vệ cứ. Tạm biệt đại đội 10. Nhìn vách tường nhà nghỉ Sihanouk, hoàng phế rong rêu theo thời gian. Nơi có bờ hồ, mà hồi đó có một chú mang thất lạc kêu giống thảm thiết đi tìm con mà thấy chạnh lòng. Nhìn lại bãi đậu tăng gia của đơn vị, nhớ về anh Dương Nghênh, người phù cát Bình Định, đã từng bắn một con nai trà mà hai người khiêng con nai ấy
Vào tới đơn vị thấy mệt nhoài, chia thịt cho cả đại đội 12 cùng ăn. Được một bữa mà lính tráng hay nói đùa là bữa ăn ấm chân răng. Chia tay cái nơi mà bọn Pol Pot dùng hỏa tiễn 12 bắn xuống đội hình tiểu đoàn 3 đóng quân, tiếng giống như những con bò kêu, tiếng hú đặc trưng của hỏa tiễn H-12. Chưa kịp chui hầm nó đã nổ ngay. Vũ điệu tử thần mà địch cho chúng tôi thưởng thức, không kể giờ giấc, nghe chán đến nỗi chúng tôi chả cần phải xuống hầm nữa. Cứ nghĩ bắn chưa chắc đã trúng, chúng chưa chắc đã chết, mà chết thì là hết thôi. Tới đó, những người lính chúng tôi nghĩ đơn giản và liều mạng đến như vậy. Khoác ba lô, quay về hậu cứ trung đoàn 95, giao súng cho quân khí, vội cầm những giấy tờ cần thiết, nhận một ít gạo sấy làm hành trang lên đường, vượt qua đại đội 18, trạm xá trung đoàn 95, trở về sư đoàn bộ, sư đoàn 307, đóng ở xa em, cung đường an toàn nhất trong các cung đường mà sư đoàn 307 đảm nhiệm. Một cung đường bằng phẳng với những tán cây cổ thụ vươn mình như muốn che lấy bầu trời. Những tán lá ken dày, xen kẽ đến nỗi dù 12 giờ trưa nhưng khó có ánh nắng chiếu xuống mặt đất được. Một khu rừng đẹp tuyệt đến mê hồn giữa tuyến đầu chiến tuyến. Bám theo xe sư bộ 307, về tới Tà Pen, xuống xe. Chúng tôi cuốc bộ bằng đôi chân vạn dặm quen đi của những người lính trận. Xuôi về chip, đi qua cung đường Phung Po, rồi đá. Không một thứ vũ khí trên tay mà cảm thấy lạnh mình. Cái cung đường đó một thời đã lấy đi sinh mạng, lấy đi biết bao đôi chân của những người lính, cung đường tử thần một thời. Về đến huyện Lị Chíp, xin đi nhờ xe bạn xuống tới Sở Tung Trang. 2 năm chỉ biết mùi súng đạn chết chóc, không một bóng đàn bà. Con gái giờ nhìn thấy tràn ngập các bóng hồng xuôi ngược phố thị mà hoa hết mắt. Sao các em đẹp đến như vậy, làm rung động xao xuyến trái tim tâm hồn của những thằng lính rừng tuổi đôi mươi 18, chai sạn trong chiến trận, nhưng vô cùng rung động và đầy cảm xúc trước vẻ đẹp của các em xứ sở chùa tháp với những vũ điệu Asara mê hoặc lòng người. Nhập trường và học tập 6 tháng, thanh bình nhất trong cuộc đời lính trận, với những giấc ngủ không một tiếng súng kẻ thù, không một cảm giác của sự chết chóc, 6 tháng đó cũng qua nhanh. Tháng 10 cùng năm, tôi cùng đồng đội quay trở lại vùng chiến sự. Tôi về lại tiểu đoàn 3, K3, trở về đại đội 9, chuẩn bị cho trận đánh 677 lần thứ 2. 2 tháng cho sự chuẩn bị đánh đó, mọi thứ bông băng cá nhân, vũ khí đạn dược, thuốc men thực phẩm đã sẵn sàng. Chiều ngày 5 tháng 12 năm 1984, đại đội 9 chúng tôi lặng lẽ hành quân trong đội hình tiểu đoàn hướng về cao điểm 428, nơi tiểu đoàn 2 chấn giữ, hội tụ cùng các đơn vị phối thuộc khác, chuẩn bị lần cuối cùng cho trận đánh. Đêm ngày 8, tôi nhớ, từ một bãi đá rất rộng, nửa đêm, tiểu đoàn 3 chúng tôi chia ra các mũi tiền nhập vào các mục tiêu đã định. Đại đội 9 chúng tôi do trinh sát trung đoàn và trinh sát tiểu đoàn dẫn vào mục tiêu đảm nhiệm. Đoạn đường chúng tôi vận động vào gặp quá nhiều chướng ngại vật mà địch đã bố trí phòng thủ. Chúng chặt cây ngã lớp này trồng lên lớp nọ, tạo thành một hàng rào, kết hợp trồng mìn xen kẽ, gây khó khăn cho đại đội 9. Trong lúc thông nhập, khoảng 4 giờ sáng từ hướng đại đội 11, một tiếng nổ chát chúa vang lên, hàng loạt AK hỏa lực cùng nổ vang dội. Trận đánh đã lộ, yếu tố bí mật bất ngờ sẽ quyết định thắng 50% đã không còn nữa. Đại đội 9 bắt đầu vận động hết sức có thể của những người lính để vào đánh chiếm mục tiêu. Địch bung ra thông hào, chúng tập trung cả xung hỏa lực bắn xối xả vào đội hình đại đội 9, bịt kín tất cả những chỗ chúng tôi tấn công. Ngay từ phút đầu, thương vong đã xảy ra với các đồng đội của chúng tôi. Không thể tiến lên được trong một cái thế vô cùng bất lợi, chúng tôi lợi dụng địa hình, địa vật, nằm tại chỗ, bắn nhau với Serica. Hàng ngàn tiếng nổ của đoàn 2 từ đôi mỏ vịt đánh xuống. Tiểu đoàn 3 đánh ép từ bãi mìn, cùng đạn pháo của hai bên nổ rền vang trận địa, tạo thành một lưới lửa bao quanh những người lính. Tôi nhớ, khi chúng tôi tiến lên, được cấp trên có cho một tiểu đoàn 5, trung đoàn 94 làm thê đội dự bị cho trận đánh. Thời gian mấy chục năm, không biết có phải là trung đoàn 94 tăng phái không. Đánh vào bên hông trận địa, chia lửa cùng chúng tôi. Chưa đầy nửa tiếng sau, tiểu đoàn đó cũng bị tê liệt, không nhích lên được. Phải nói rằng, tôi cùng các đồng đội
đã từng đánh đôi trận với bọn Pol Pot, mới thấy bọn Pot trong đánh nhau chúng cũng rất bản lĩnh, không kém gì quân ta. Còn tụi CDK này có vẻ nhút nhát hơn, nhưng trong bước đường cùng như chó cùng bứt dậu, chúng chống trả điên cuồng, không kém gì quân Pot. Một ngày chiến đấu với tụi này không kịp uống một ngụm nước, không một chút gì ở trong bụng. Những người lính chúng tôi mệt nhoài, rã rời thể xác. Ai bị thương thì tự bong bó, tự lo liệu cho mình. Đồng đội hy sinh tạm thời nằm đó, chưa thể lấy xác đưa về phía sau được. Khi tình thế bất lợi, địch bắn như mưa, chút nước về hướng đơn vị. Chúng tôi nằm tại chỗ chống cự với bọn chúng. Khoảng 4 giờ chiều, từ trận địa địch, bắc loa kêu gọi bằng tiếng Việt. Quân Việt Nam nghỉ ăn cơm chiều, mai đánh tiếp. Trận địa tạm thời im tiếng súng. Khi màn đêm sắp buông xuống, tôi mới bò tới từng người trong trung đội ra ký hiệu. Ở chỗ nào ở chỗ đấy, không được rời vị trí chờ lệnh. Tôi trườn mình tại chỗ. Anh Ngô Hồng Khoan đi cùng với tôi. Anh cùng quê Phú Yên. Cố kéo anh vào một gốc cây, vuốt mắt anh mấy lần, mới thấy anh khép mắt lại. Anh bị địch bắn viên đạn M16 xuyên vào tim, máu loang cả túi áo anh, ướt hết những tấm hình vợ con mang theo mà trước khi hành quân. Tôi hỏi anh mang cái gì trong túi mà nhiều vậy. Anh nói rằng sợ ở trận này mất hết hình ảnh vợ con. Nghe anh nói mà lòng tôi trùng xuống. Phải chăng một cái chết được báo từ trước. Sau này, gần một tháng sau đó, từ trận địa 677, tiểu đoàn 3 chúng tôi tiến đánh cao điểm 612, trận ngã ba biên. Sau trận đánh đó, khi trở về hậu cứ, tôi có viết cho vợ anh một lá thư nhằm báo cho chị biết ngày giờ anh hy sinh để dỗ đầu cho anh. Vì chờ cho tổ chức báo về trên giấy tờ ít nhất là một năm mới biết tin anh mất. Cánh thư báo tử đó có đoạn tôi viết mà đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi. Than ôi, mịt mù mây bạc che đỉnh Bia Hia, lạc đác mưa xa tuôn rừng đất bạn. Tôi vô cùng đau đớn báo cho chị cái tin sét đánh ngang tai rằng anh đã hy sinh ngày tháng. Lá thư ấy có dịp về trung đoàn tôi gửi cho một sĩ quan đi phép về lấy cu, gửi vào bưu điện chuyển về gia đình. Không biết thời điểm đó chị có nhận được lá thư đó hay không. Trở lại với câu chuyện, tối hôm đó địch mở rất nhiều máy cassette vang cả trận địa trong suốt một đêm. Không biết chúng mở làm chi. Sau này khi chiếm được trận địa mới biết chúng mở máy nghi binh tối đó để rút chạy. 5 giờ sáng hôm sau, trung đoàn trưởng Hoàng Trọng Tuấn trực tiếp đi cùng với trinh sát trung đoàn xuống động viên đại đội 9 và giao nhiệm vụ cho chúng tôi phải chiếm được cho trận địa này. Chấp hành lệnh, tôi dẫn trung đội 3 vượt cầu đánh chiếm trận địa. Cây cầu mà suốt ngày 8 tháng 12 năm đó, địch dùng tất cả xung hỏa lực bịt kín chặn chúng tôi tấn công vào. Một cây cầu dài chưa đầy 20 mét, nếu bình thường chúng tôi vượt qua chưa đầy 1 phút, triển khai từng người bỏ qua. Nếu địch tấn công sẽ bắn hỗ trợ cho đồng đội đánh chiếm đầu cầu, làm bàn đạp cho đại đội tấn công. 15 phút cực kỳ căng thẳng, nhích từng chút một vượt qua cầu, lọt vào giao thông hào của địch. Tôi triển khai từng đồng đội tản ra theo từng đoạn giao thông hào để đánh địch. Khi qua một khúc cua, nghe một tiếng rên của bọn địch trong hầm chữ A, tôi bắn vào trong đó một loạt đạn AK. Sau này khi lôi ra mới biết thằng địch này bị thương không kịp rút đi. Sau khi tảo thanh xong trận địa, không thấy thằng địch nào nữa. Từ bên kia đồi Mỏ Vịt hướng tiểu đoàn 2 bắn 3 phát AK, tôi đáp trả lại 2 phát. Theo hiệp đồng tác chiến, 2 cộng 3 bằng 5 tiếng súng ấy là quân mình. Kết thúc một trận đánh sau một ngày một đêm vô cùng ác liệt. Nhai một vài miếng gạo sấy, uống vội một chút nước để cầm hơi, chờ lệnh của cấp trên. Chúng tôi giữ chặt cứ điểm này, tạo điều kiện cho mặt trận đưa tăng và pháo vào trận địa, chuẩn bị cho trận đánh ngã ba biên. Sau này rút kinh nghiệm nghe nói như vậy, chứ thiệt tình, chúng tôi chỉ biết đánh theo mục tiêu của đơn vị giao. Theo lịch sử của sư đoàn 307, tổng kết trận đó, trung đoàn 95 cùng các đơn vị khác chiếm toàn bộ căn cứ vùng 101 của địch, phá hủy toàn bộ kho tàng, thu toàn bộ vũ khí quân dụng của địch, diệt 161 tên, bắt sống 13 tên. Gần một tháng sau đó, từ nơi trận địa 677 này, tiểu đoàn 3 chúng tôi chuẩn bị nhân lực vũ khí xuất phát đi đánh ngã ba biên. Trận đánh ngã ba biên ngày 7 tháng 1 năm 1985, cao điểm 612. Ngày 8 tháng 12 năm 1984,
sau 2 ngày 1 đêm chiến đấu, Trung đoàn 95 Sư 307 cùng các đơn vị tham chiến, chúng tôi chiếm được cứ điểm 677, không ở lại trận địa, tránh tình trạng Thái Lan sẽ dùng pháo binh và không quân phá hủy cứ điểm này, gây thương vong lớn cho ta. Nhận lệnh, chúng tôi lên các điểm cao sung yếu, củng cố nơi ở, đánh địch phản kích, lặng lẽ đón Giáng sinh, chuẩn bị nhân lực, tài lực cho trận đánh ngã ba biên. 20 ngày ở cứ điểm này, mọi thứ, những người lính chúng tôi đã sẵn sàng. Lực lượng tham gia của trận đánh này chủ yếu là tiểu đoàn 3, được tăng cường một đại đội của tiểu đoàn 407 đặc công quân khu 5, một trung đội thông tin, một trung đội trinh sát, một đội phẫu thuật và đại đội vận tải 19. Chỉ huy trận đánh này, anh Trần Quang Bửu, tiểu đoàn trưởng, anh Lê Ngọc Dung, tiểu đoàn phó quân sự, anh Hà Minh Thám, tiểu đoàn phó chính trị. Chỉ huy chung là anh Trần Thìn, phó tham mưu trưởng trực tiếp đi cùng tiểu đoàn. Tôi nhớ khoảng 8 giờ sáng ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 1984, nhận lệnh chúng tôi xuất phát hành quân. Theo phân công của tiểu đoàn, đại đội 9 sẽ đi khóa đuôi đội hình tiểu đoàn, chặn đánh địch bu bám đội hình, để toàn lực lượng chủ yếu luồn sâu vào đất Thái Lan, tiến hành đánh cao điểm 612, chặn địch rút chạy về Thái Lan. Khi bị sư đoàn 315 và sư đoàn 2 cùng các đơn vị phối thuộc khác tấn công, nhiệm vụ này của tiểu đoàn 3 chúng tôi lúc đó thật hết sức nặng nề. Với một tiểu đoàn 3 nằm sâu trong đất địch, đơn độc một mình chặn đánh tất cả các lực lượng địch rút chạy sẽ vô cùng khó khăn với tiểu đoàn 3. 6 ngày đêm cho cuộc hành quân đó, với địa hình vô cùng phức tạp, phải vượt qua những bãi mìn, những dốc núi cao, có chỗ phải leo lên bằng thang, đu bằng dây, vượt qua nhiều dốc núi treo leo. Chưa đầy một tháng, những người lính tiểu đoàn 3, trung đoàn 95 chúng tôi tham chiến với hai trận đánh liền kề, hầu như đã vắt kiệt sức những người lính bộ binh chúng tôi. Nếu không có một chút bản lĩnh, có lẽ chúng tôi đã gục ngã trong cuộc hành quân gian khổ đó. Sáng ngày 6 tháng 1 năm 1985, trên đường hành quân, tôi phát hiện một thằng địch từ dưới triền đồi đi lên, đâm xuyên qua đội hình. Tôi ra ám hiệu địch, tất cả ngồi xuống, chờ thằng địch vừa bước lên gần đội hình, tôi chĩa súng vào nó. Nó sợ quá, bỏ súng, giơ tay đầu hàng. Giao tên địch này cho tiểu đoàn, tôi cùng trung đội 3 ở lại phục kích và xóa toàn bộ dấu vết hành quân. 7 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 1985, khi vừa dẫn đội hình trung đội 3 lên đỉnh 612, địch từ cao điểm 531 nổ súng bắn xối xả vào đội hình đại đội 9. Chúng tôi quay lại triển khai đội hình tấn công, dồn ép địch xuống con suối dưới chân cao điểm 612, bắt tù binh. Từ đây xảy ra một tình huống ngoài ý muốn, mà sau này câu chuyện đó lan truyền tam sao thất bản ra toàn trung đoàn. Khi dồn địch xuống khe suối, hầu như chúng đều buông súng đầu hàng. Do địch quá đông, trong đó có cả vợ con chúng, ý định tôi chỉ bắt và trói đàn ông và đàn bà trẻ nhỏ thì không cần trói, tự chúng sẽ theo cha mẹ chúng khi chúng tôi dẫn đi. Tôi mới bố trí 3 đồng chí cảnh giới hướng cao điểm 531, còn lại vào bắt tù binh. Tôi cầm cầu AK hướng về số tù binh, vừa triển khai anh em trói lại. Có một cô bé cúi xuống bồng đứa trẻ lên, thì đồng đội trưởng có đánh cô bé này một cái. Khi đó một thằng địch bung dậy nhào tới bóp bộ hạ anh Trường. Nếu bắn thì Trường cũng sẽ chết. Chưa biết xử lý như thế nào thì anh Thành mới dùng báng súng đánh vào đầu nó. Đau quá, nó mới thả bộ hạ anh Trường ra. Chậm một chút nữa chắc anh sẽ chết. Câu chuyện này nếu anh Trường có đọc cũng thông cảm, vì nó là sự thật trong trận đánh đó. Từng nét sợ hãi lộ trên khuôn mặt của địch. Việc đầu tiên là chúng tôi trích một số gạo sấy, mì tôm ít ỏi mang theo cho số tù binh này ăn. Dù sao khi họ buông súng không làm tổn hại đến chúng tôi, vì lòng nhân đạo và chính sách tù hàng binh, chúng tôi dù có đói cũng cho họ và con em họ ăn uống một cách đầy đủ nhất. Có thể trong điều kiện chiến trường, đó là tình người mà chúng tôi đối xử với họ một cách nhân đạo. Chắc họ cũng biết rằng một khi quân đội Việt Nam không may rơi vào tay họ, chúng sẽ giết chúng tôi bằng những hình thức dã man nhất. Trong trận đánh 677 lần 2, khi chiếm được cứ điểm này, chúng tôi có lấy được một số tấm ảnh địch hành hình dã man một đồng đội tiểu đoàn 407 đặc công quân khu đi địa hình lọt vào tay giặc. Chính vì hiểu rõ kẻ thù, bao giờ chúng tôi
cũng để lại một viên đạn cuối cùng, viên đạn dành cho chính mình, trong cái thế bất khả kháng, chứ nhất định không để cho kẻ thù bắt sống. Sau đó chúng tôi giao số tù binh này cho tiểu đoàn. Một tình huống nữa lại xảy ra, mà sau này nhiều đồng đội hỏi tôi không nói. Đến nay đã hơn 40 năm, chiến tranh chỉ còn là ký ức, tôi mới nói lên câu chuyện này. Trong số tù binh đó, có một cô bé tuổi khoảng 18 đôi mươi gì đó. Cô bé này phải nói là rất đẹp, vẻ thánh thiện, thật sự đã làm rung động trái tim của những người lính trận. Trái tim trở từng như chai sạn trong cuộc chiến tàn khốc này. Khi giải đi, vô tình chiếc váy xà rông bị tụt xuống dưới đất, đập vào mắt tôi. Cô bé thì luống cuống xấu hổ, tôi thì mắc cỡ, không biết giải quyết như thế nào. Đành nhắm mắt, lấy vội chiếc váy, kéo lên cột lại cho cô bé. Mà thật tình, trái tim đập thình thịch, muốn rớt ra ngoài vì mắc cỡ. Thật sự, lúc đi lính, tôi cũng chưa một lần nắm tay người con gái nào. Nói chung là chưa biết gì. Thử hỏi đứng trước một tình huống khó xử như vậy, ai mà không ngại ngùng. 9 giờ, tôi dẫn trung đội 3 đi càn quét lên cao điểm 531. Tôi đi trước đội hình vì rừng ở cao điểm này là rừng nguyên sinh rất rậm, có khá nhiều dây leo, nên việc vận động đi lại vô cùng khó khăn. Một tiếng nổ khô khốc bao trùm lên phía trước. Tôi nép vào một thân cây to để quan sát, thấy một đường mòn ở phía trước. Theo kinh nghiệm người lính, tôi né đường mòn, bước lên 5 mét, thì phát hiện một cô bé Pol Pot nằm ôm chân rên la. Thì ra thấy tôi, bóng hồng này bỏ chạy, đạp phải mìn do chính đồng bọn nó gài lại, nhằm sát thương chúng tôi khi truy kích. Quan sát thật kỹ các hướng, không thấy động tĩnh. Tôi rút băng cá nhân băng lại cho cô bé và để lại một ít nước gạo sấy, mì tôm cho cô bé này. Tôi quay xuống tìm đồng đội. Họ đã ôm tôi khóc vì nghĩ tôi đã hy sinh. Lúc đó chỉ mong rằng cô bé đó sống, vì tình người với người mà tôi đã nghĩ như vậy. Mỗi người nhai vội một chút gạo sấy, uống vội một hớp nước, xuống đỉnh cao điểm 531 thì gặp ba thằng Pốt, hai gái một trai, triển khai vây bắt, nhưng ngôn ngữ bất đồng, không biết nói như thế nào để chúng đưa tay ra trói. Lúc đó, Ngọc, trinh sát đại đội 21, đi tăng cường với chúng tôi nói rằng: "Anh Trung, để em vào bắt tên địch này." Tôi đồng ý. Không biết như thế nào, khi vào đánh, bị nó đánh chảy máu mũi. Quang mang khẩu B-40 mới nói: "Để em." Quang, tôi nhớ là người Quảng Nam cùng Ngọc. Hai bên vào, đang ở thế giằng co. Bất ngờ, đồng đội Lan không biết từ đâu, phía sau bắn tên này ngã xuống. Quang cũng ngã xuống luôn. Máu nóng nổi lên khi thấy lính mình chết. Tôi rượt Lan bỏ chạy vì sợ tôi bắn. Cũng may, Quang không bị gì cả. Không còn cách gì khác, chúng tôi xử lý nốt ba thằng này, rồi rút lên cao điểm 612, chốt giữ chờ lệnh của cấp trên. Ngày 27 Tết năm đó, tôi dẫn 15 tay súng rời đội hình đại đội 9, đào giao thông hào, hầm cá nhân tại cao điểm 531 đánh địch phản kích. Lần đầu tiên, cánh lính nhập ngũ năm 1984, họ đã khóc. Nước mắt họ đã rơi thật sự trong nỗi nhớ quê hương, gia đình, vợ con. Lần đầu tiên, họ biết thế nào là sự gian khổ ngoài sức chịu đựng của họ. Trong căng thẳng tột độ của cuộc chiến, trong cái Tết đầu tiên giữa rừng già Thái Lan, nếu không vì nhiệm vụ, có lẽ tôi đã bắn lên trời đúng 31 viên đạn AK, ngửa mặt lên trời và hét thật to vì cái gì mà chúng tôi đã bỏ cả tuổi thanh xuân, hoài bão, ước mơ, tuổi trẻ tươi đẹp, một đời người, trong cuộc chiến tàn khốc này. Tôi đã nén nước mắt khóc ở trong lòng, động viên anh em cùng vượt qua. 30 Tết năm đó, chúng tôi đón giao thừa trong im lặng đến rợn người, giữa lòng đất địch. Đêm giao thừa, bốn quả cối của bốn đại đội được bắn ra, lạc lõng giữa rừng già Thái Lan, đón nhận một cái Tết nơi đất lạ xứ người của những người lính viễn chinh. Tháng 2 năm đó, chúng tôi vượt qua dãy Đằng Rếch trở về hậu cứ, chuẩn bị cho trận đánh tiêu diệt căn cứ Phanon Can Tung, chiến dịch K3. Trận đánh ngã ba biên, sau tổng kết, tiểu đoàn 3 loại khỏi vòng chiến đấu 137 tên, bắt sống 256 tên, thu toàn bộ vũ khí, trang bị. Phía ta hy sinh một đồng đội tên Hổ, người Thuận Hải, nay là Bình Thuận. Đây là một trận đánh duy nhất trong đội hình trung đoàn 95, sư đoàn 307, tiểu đoàn 3 tham gia.
nên các đồng đội sư 307 ít biết đến trận đánh này. Tôi chỉ kể trong những phạm vi đơn vị tôi tham chiến. Đồng đội nào có tham chiến tận này thì xin được bổ sung thêm. Chiến dịch K3, trận đánh căn cứ Phanon Kantung, ngày 5 tháng 3 năm 1985. 8 giờ ngày 5 Tết năm 1985, liên lạc đại đội đi cùng một số đồng chí lên điểm cao 531, nơi tôi và 15 tay súng chốt giữ đánh địch phản kích, trận đánh ngã ba biên, đưa mệnh lệnh của đại đội quay về nơi đại đội 9 đóng quân, rút về hậu cứ, kiểm tra lại tất cả vũ khí, con người. Chúng tôi lặng lẽ rời vị trí, gia nhập vào đội hình tiểu đoàn 3, lại băng rừng lội suối, vượt qua dãy đằng rách một cách mệt nhọc. 3 ngày sau, chúng tôi về hậu cứ, đóng dưới chân chùa Brekvihir, nhìn vào những chiếc giường nằm của đồng đội hy sinh trong trận đánh vừa qua mà ngậm ngùi thương tiếc. Sao mà trống vắng? Còn đâu những buổi chiều khi làm xong công việc, đơn vị lại tập trung ra sân bóng chia làm hai phe đá với nhau những pha bóng nảy lửa. Còn đâu những lúc liên hoan, đơn vị ngồi cạnh nhau rót ba bát sắt, chia nhau uống từng ngụm rượu, sướng lên bài hát "Xuân này con không về", cho vơi đi nỗi nhớ tổ quốc, quê hương, tổ ấm của từng người. Các đồng đội hãy yên nghỉ thanh thản, chờ ngày thuận lợi nhất, đồng đội sẽ đưa các anh về nơi đất mẹ ngàn năm, nơi mà trước lúc ra đi không hẹn ngày trở lại. Một tuần sau, đại đội 9 và các đại đội trong tiểu đoàn huấn luyện bài tập vận động tấn công đánh địch trong công sự vững chắc, hành quân đường dài với 20 lít nước cõng trên vai và nửa lít nước để uống cho cuộc hành quân. Rút kinh nghiệm từ trận khát nước, hy sinh nhiều đồng đội vì thiếu nước, trong một ngày hành quân chỉ uống đúng nửa lít đó để cơ thể quen dần, làm kế sinh tồn cho những trận đánh sau này. Chúng tôi hành quân lên chùa Brekvihir, nơi K1 đóng quân, lặng lẽ đổ nước vào hồ dự trữ ở trên chùa, hít một hơi thở thật sâu để cảm nhận cái khí hậu mát lạnh quanh năm nơi điểm cao 606 này không khác gì Đà Lạt, mà cảm thấy yên bình. Rời chùa Brekvihir, những ngày sau đó chúng tôi bắt đầu bắn đạn thật trong bài tập đánh địch trong công sự vững chắc, chuẩn bị cho trận đánh. Ngày 20 tháng 2 cùng năm, nhận lệnh từ tiểu đoàn, cán bộ từ trung đội trưởng trở lên về trung đoàn nghe hai vị tướng tư lệnh quân khu 5 giao nhiệm vụ đánh mục tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Lúc đó, thủ trưởng Nguyễn Trơn và thủ trưởng Nguyễn Huy Chương làm tư lệnh chiến dịch. Khi phổ biến mới biết rằng lực lượng tham chiến cho trận đánh này hầu hết là những đơn vị thiện chiến nhất của quân khu và mặt trận 579, gồm các sư đoàn 307, sư 315, sư đoàn 1, sư đoàn 2, tiểu đoàn đặc công 407, công binh trinh sát, pháo binh phòng không và các đơn vị cơ hữu khác. Với lực lượng hùng mạnh như vậy, tập trung cho trận đánh đủ biết tầm quan trọng và tính chất khốc liệt của nó như thế nào đối với chúng tôi. Sau cuộc họp, về lại đơn vị nhận vũ khí đạn dược, trang thiết bị cá nhân, lần này mang theo cả mặt nạ chống độc, phòng địch dùng vũ khí hóa học, sát hại chúng tôi khi ở bước đường cùng. Vũ khí hóa học theo quy ước Liên Hợp Quốc không được sử dụng. Lần này, có lẽ chúng tôi nhận nhiều nhất là lựu đạn MK3, loại chuyên đánh trong hầm hào khi tấn công vô cùng hiệu quả. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh. Ngày 28 tháng 2, chúng tôi rời cứ gia nhập về đội hình trung đoàn 95, bắt đầu cuộc chiến. 6 ngày đêm cho cuộc hành quân, phải nói là vô cùng vất vả. Vừa đi vừa ngủ, vượt qua những địa hình treo leo hiểm trở, sáng ngày 5 tháng 3, chúng tôi tiếp cận được mục tiêu, tiến vào trận địa. Một trận địa vô cùng rộng, doanh trại nhiều vô kể. Toàn bộ lực lượng địch hầu như đã tháo chạy. Trong cứ này có một dãy nhà ghi toàn tiếng Việt. Sau này mới biết là có lực lượng lưu vong người Việt ở chung căn cứ này với bọn Pol Pot. Tào Thanh trận địa chờ bắt liên lạc với trung đoàn 1, sư đoàn 2. Theo quy ước, trận đánh trung đoàn 95, sư 307 chúng tôi sẽ bắt liên lạc với trung đoàn 1, sư 2 tại trục 30, khóa chặt nơi này, đánh các lực lượng rút chạy về Thái Lan. Nhưng không hiểu sao, một ngày một đêm chờ bắt liên lạc với trung đoàn 1 mà không thấy gì. Mãi tới 4 giờ chiều hôm sau, nghe có 3 tiếng súng AK, tôi đáp trả lại 2 tiếng súng. Tiến tới, bắt liên lạc, tôi hô Tuấn, bên kia hô Chu. Vậy là chúng tôi gặp nhau. Theo hợp đồng khi bắt liên lạc,
2+3=5. Tiếng súng đó là quân mình. Tên Chu là thủ trưởng trung đoàn 1, tên Tuấn là thủ trưởng trung đoàn 95. Đi trong đội hình trung đoàn có một nhà báo kiêm phái viên chiến trường. Ông có hỏi tôi đây là đơn vị nào. Tôi báo cáo thủ trưởng đây là đại đội 9, trung đoàn 95, sư 307. Ông nói 95 các cậu đi tới trục trặc chứ không phải trục 30. Tôi nói với ông rằng điều đó em không biết, sai đúng như thế nào là do các cấp chỉ huy. Nhiệm vụ của tụi em chỉ biết nơi này bắt liên lạc với trung đoàn 1, sư đoàn 2, đánh địch tháo chạy. Tôi trả lời vậy xong, ông mới nói cho người dẫn ông về trung đoàn. Sau này mới biết trung đoàn 95 không những đã đến trục 30 mà còn vượt qua trục 31 theo hợp đồng. Sau trận đánh, nghe nói thủ trưởng Chu, trung đoàn trưởng bị kỷ luật vì trung đoàn 1 không đến nơi đúng quy định theo hiệp đồng tác chiến. Ở lại đó khoảng 10 ngày, chúng tôi đốt phá cứ điểm này, rồi theo hướng 600 Tây rút về hậu cứ. Giờ ngồi nghĩ lại trận đánh này, nếu địch không rút chạy theo lỗ hổng của trung đoàn 1, thì có lẽ đây là trận đánh đẫm máu nhất cho cả hai phía. Bởi lẽ, khi đã bước đến đường cùng, với hai sư đoàn, chúng sẽ chiến đấu quyết liệt để mở đường máu rút chạy. Khi cuộc chiến bùng nổ, sẽ xảy ra thương vong rất lớn với cả hai bên. Thôi cũng may là cho cả hai bên tham chiến. Nếu không, chưa chắc gì hôm nay tôi còn sống để hồi tưởng lại về trận đánh này. Tôi chỉ hồi tưởng lại trong trận đánh đơn vị tôi tham chiến. 7 tháng sau đó, chúng tôi tiến về Siem Reap, đánh chiếm cứ điểm núi Hồng. Chiến dịch núi Hồng cuối tháng 11 năm 1985. Sau khi đánh chiếm xong cứ điểm Phanong Kantung ngày 5 tháng 3 năm 1985, chúng tôi ở lại cứ này truy quét tàu thanh trận địa, phá hủy toàn bộ nhà cửa, kho tàng của Pol Pot. Nửa tháng sau đó, nhận lệnh của cấp trên, đại đội 9 rời bỏ trận địa Z-13 này, kiểm tra lại tất tật lần cuối cùng. Chúng tôi hành quân thẳng tiến về hướng 600 Tây. Vượt qua dông này, chúng tôi về lại đất Campuchia. Thấy quân ta và quân bạn Campuchia cùng dân đang rào biên giới. Hướng về cao điểm 202, suối Tre. Lính 307 gọi suối Tre là ngầm ông Yến, nơi có một ngầm nước duy nhất mà K-10 cùng các đơn vị khác đánh chiếm cho được và giữ vững nơi này để pháo và lập trận địa bắn phá cứ điểm địch. Hầm nước ấy đã cứu sống biết bao đồng đội trong trận đánh ngày 3 tháng 4 năm 1983. Đó là trận khát nước và cứ điểm 547 lần 3. Cái ngầm ông Yến ấy còn lưu lại dấu tích nơi mà tất cả 9 đồng đội đại đội 16 trung đoàn 95 đã hy sinh. Tất cả đều là người Bình Sơn, Quảng Ngãi. Họ rút ra nghỉ lại dưới ngầm ông Yến, đã bị một quả H-12 của địch phản pháo, hy sinh một cách chua xót. Thời điểm khi rút ra bắt gặp ngầm nước này, thấy nước như bắt được vàng, tôi liền uống thật nhiều cho thỏa mãn cơn khát, rồi ngất xỉu luôn. Khi tỉnh dậy mới thấy mình ở trên đỉnh suối cùng cánh quân tiểu đoàn 10. Sau mới biết rằng anh Mật tự là Hùng Toát và anh Trấn đã cứu sống tôi. Hạ Anh người Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, hiện các anh đã mất. Tôi nhớ khi vừa có tiếng hỏa tiễn H-12 lao qua, nghe như tiếng bỏ giống thì nó đã nổ. Nếu nó rơi trúng đỉnh suối thì có lẽ tôi và các đồng đội K-10 đã hy sinh. Cũng thật may mắn cho tôi và các đồng đội K-10, nhưng thật đáng tiếc cho 9 đồng đội C-16. Họ đã hy sinh một cách đau đớn với viên đạn H-12 mồ côi đó của bọn giặc Pol Pot. Sốc lại đội hình, chúng tôi rời ngầm ông Yến đi về hướng làng Chanh trở về hậu cứ. 4 tháng cho 3 chiến dịch liên tiếp, 3 trận đánh thật sự vắt cạn sức lượng chúng tôi. Giờ nghĩ lại, không biết động lực nào giúp những người lính bộ binh chịu đựng bao gian khổ, vượt qua mọi gian nan nguy hiểm, chiến đấu với kẻ thù sống chết trong gang tấc với một niềm tin mãnh liệt. Chiến đấu và chiến thắng mới có ngày trở về tổ quốc. 7 tháng sau, tháng 11 cùng năm, chúng tôi lại chuẩn bị cho trận đánh núi Hồng. Mọi thứ đã sẵn sàng, bỏ lại tất cả hành trang cá nhân không cần thiết cho trận đánh. Tại đội 9 chúng tôi hòa nhập về tiểu đoàn, hành quân về trung đoàn bộ trung đoàn 95, chuẩn bị xuất phát. Đây là lần cuối cùng chúng tôi rời bỏ hậu cứ, không trở lại nơi này. Tạm biệt những địa danh không quên của những người lính, với chùa Brick Vihear, nhà nghỉ Sihanouk, nơi đại đội 10 đóng quân, hồ nước C-13 vườn xoài,
những cao điểm 500, 300, 428. Những cao điểm này xảy ra những trận chiến đấu như núi Cụt, ngã ba Biên, 600 Đông, 600 Tây, cứ điểm 547, những địa danh in hẳn trong tâm trí của những người lính sư đoàn 307. Dấu chân của họ đã tung hoành khắp nơi đây, và mãi đến bây giờ những người lính không thể quên được những địa danh này mỗi khi nhắc lại. 3 ngày 2 đêm cho cuộc hành quân, chúng tôi tiến về núi Hồng, đánh địch ở khu vực Tà Ben Sa, vai xã Doan. Tôi nhớ lúc đó khoảng gần 5 giờ sáng, chúng tôi lặng lẽ tiến vào mục tiêu. Trong làng, địch đâu không thấy, chỉ thấy toàn là dân. Họ nhìn chúng tôi một cách ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau này mới biết địch có nội gián. Tên huyện đội phó huyện Cu Len đã biết tin báo cho địch rút chạy. Nếu địch không biết trước để bỏ chạy, chắc dân ở đây sẽ bị thương vong nhiều nhất. Khi chốt lại nơi này, truy quét địch, chúng tôi hoàn toàn thiếu lương thực. Đói đến nỗi 17 tay súng chúng tôi đóng độc lập mà trong ba lô tôi còn đúng một bịch gạo sấy 3 hay 4 gram gì đó. Đành phải xuống suối bắt chai hến, nấu cháo thật loãng để ăn cầm hơi, còn đào củ mài ăn chống đói. Hết củ mài đến củ nần, ăn say đến nôn mửa cả mật xanh mật vàng, đói đến cồn cào, bùn rùn tay chân. Trong khi đó, chỉ cách khoảng 3 cây số là có nhà dân ở. Vào làng đổi gạo sẽ có cái ăn, nhưng vì 9 điều quy định trên chiến trường mà chúng tôi đành phải chấp hành, khi quân lệnh như sơn, chấp nhận tất cả. Vài ngày sau, lực lượng vận tải đã chi viện lương thực cho chúng tôi. Một trận đói vì hết lương thực, một trận chết khát vì thiếu nước, làm cho những người lính sư đoàn 307 chúng tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Nửa tháng sau, nhận lệnh của tiểu đoàn, tôi về nhận quyết định từ đại đội 9 về chỉ huy C-10, bắt tay từng đồng đội C-9 thay lời tạm biệt. Những đồng đội đã từng sống và chiến đấu với tôi trong một đại đội 9 anh hùng. Trở lại đại đội 10, nhận lệnh từ sở chỉ huy tiểu đoàn kết hợp với trinh sát tiểu đoàn do Đồng Hương Nghiệp dẫn đường. Tôi chỉ huy chung đi truy quét và bắt liên lạc với trung đoàn 88, sư 302. 2 ngày đêm cho cuộc hành quân đó, có một đồng đội đã khóc vì sức chịu đựng không thể tưởng tượng được của các đồng đội, đến nỗi anh ấy phải thốt lên rằng: "Anh Trung ơi, những gì đã diễn ra ở nơi này sao nó khác xa với những gì được học ở trường lục quân quá. Gian khổ ngoài sức tưởng tượng của em." Một trung úy lục quân mới rời ghế nhà trường, bước vào một trận đánh chưa trải qua gian khổ, điều họ nói thật từ đáy lòng với chúng tôi là hết sức bình thường. Vì ai lúc là lính cũng vậy thôi, khó thích nghi với cuộc chiến ban đầu. Tôi động viên anh cố gắng cùng các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. 2 ngày sau, chúng tôi bắt liên lạc với trung đoàn 88, sư 302, mặt trận 479 và phân chia đảm trách khu vực hoạt động, nhằm tránh tình trạng quân ta chiến thắng quân mình. Khu vực núi Hồng, tỉnh Siem Reap do sư 302, mặt trận 479 đảm nhiệm. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chúng tôi tiến đánh khu vực này, quay về lại xã Don. Tôi dẫn toàn bộ đại đội 10 chốt giữ thành cổ Korek một thời gian. Đến ngày 18 tháng 12 năm 1985, chúng tôi nhận lệnh từ bỏ nơi chốt chặn, quay về Tà Pen, tạm biệt thành cổ Korek, thủ đô một thời của đế chế Angkor hùng mạnh, nhưng đã hoang tàn và đổ nát theo thời gian giữa rừng già âm u cô tịch. Xốc lại ba lô, chúng tôi cùng với lực lượng trinh sát lên đường. Sau một đêm, một ngày hành quân, 4 giờ chiều, chúng tôi về tới sân bay Tà Pen. Đại đội chúng tôi đi tiền trạm cho đội hình tiểu đoàn 3. Sau này về nơi đóng quân, lần đầu tiên những thằng lính trận mạc chúng tôi được tiếp xúc với dân, được ngủ một giấc ngủ ngon nhất không tiếng súng 3 năm sau 1989. Sau khi bàn giao lại tất cả cho lực lượng vũ trang bạn, chúng tôi được lệnh rút quân về nước. Chúng tôi đã góp phần đập tan một chế độ tàn ác nhất, cứu dân tộc Campuchia bên bờ diệt chủng. 10 năm trong cuộc chiến ấy, cái giá phải trả cho hòa bình của đất nước bạn đối với sư 307 chúng tôi là vô cùng lớn. 3.490 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, chưa kể hàng nghìn bệnh binh, thương binh tàn tật trong cuộc chiến tranh đó. Chúng tôi, những người lính may mắn sống sót bước ra từ cuộc chiến tranh đó, rất hiểu sự tàn khốc của cuộc chiến tranh và cũng hiểu rất rõ
giá trị của hòa bình. Xin đừng có cuộc chiến tranh nào nữa, để nhân loại sống trong hòa bình, trong hạnh phúc. Sau trận đánh vào cao điểm 400, phía tây khu vực đồi 428 thắng lợi, tất cả các đơn vị trở về hậu cứ nghỉ ngơi, bắt tay vào xây dựng, củng cố doanh trại, tăng gia, cải thiện đời sống, chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh ở phía trước đang chờ họ. Điều chắc chắn là cái tên cụm cứ điểm 547 lúc bấy giờ là mục tiêu số 1 của các cấp chỉ huy Trung đoàn 95, Sư đoàn 307. Trinh sát của Trung đoàn, theo nhiệm vụ được giao, đã tung lực lượng vào khu vực 547 rất nhiều lần, theo từng tốp, nhóm, nhỏ lẻ, nhằm điều nghiên thật chi tiết khu vực đóng quân của địch. Đã bị ta tấn công lần trước, nên địch bố phòng khu vực này chặt chẽ hơn trước, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập tấn công của ta. Từ đây, hiện lên rất nhiều những tử địa nguy hiểm cho những người lính trinh sát và cánh lính bộ binh chúng tôi về sau này. Tháng 12 năm 1982, khi cánh lính nhập ngũ 582 chúng tôi gia nhập về Sư đoàn 307 và Trung đoàn 95, lần đầu tiên tôi chứng kiến sự chết chóc nơi chiến trận. Đó là sự ra đi của hai đồng đội trinh sát 21. Tôi nhớ lúc đó vào khoảng 7 giờ tối, các anh được đồng đội đưa về nằm tại nhà xác trung đoàn. Tôi có đến thắp nhang cho hai anh một nén. Các anh hy sinh trong lúc đi địa hình cho trận đánh ngày 27 tháng 1 năm 1983. Không ai vướng phải miền địch, khó khăn chồng chất cho các anh trinh sát 21 nơi cụm cứ điểm 547 này. Họ đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tìm mọi cách có thể để xâm nhập vào nơi đồn trú của địch bằng nghiệp vụ của mình. Cuối cùng, các đường đi, lối lại và cả cách bố trí phòng thủ của địch được báo về sở chỉ huy trung đoàn. Phương án tác chiến, tấn công vào sào huyệt của địch ở tất cả các mũi, các hướng đều được thể hiện một cách rõ ràng trên mô hình sa bàn. Tất cả các cán bộ, các cấp của các đơn vị tham chiến được lệnh tập trung về sở chỉ huy trung đoàn 95 nhận nhiệm vụ cho trận đánh này và mọi thứ đã sẵn sàng. Quy mô lực lượng tham chiến lần này là đội hình trung đoàn thiếu. Đơn vị được giao nhiệm vụ đánh vào hướng chính diện là tiểu đoàn 3, gồm đại đội 9, đại đội 10, một nửa quân số đại đội 11. Vì đại đội 11 còn phải để lại quân số chốt giữ cao điểm 300 và hậu cứ cùng các lực lượng khác bảo vệ chùa, phòng khi địch tấn công. Tiểu đoàn 10 gồm mũi đại đội 3 do anh Hoàng Thìn, tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy, có tăng cường hỏa lực của đại đội 4. Đại đội 2 do anh Nghị, đại đội phó chỉ huy tiểu đoàn có anh Dũng, tiểu đoàn phó đi cùng. Lực lượng tiểu đoàn 2 có đại đội 7, tăng cường khẩu đội 82, một khẩu 12 ly 7 của đại đội 8. Ngoài ra, còn có lực lượng các đơn vị trực thuộc trung đoàn, gồm đại đội 13 cối 120 ly, đại đội 21 trinh sát, đại đội 19 vận tải, đại đội 17 thông tin, cùng đại đội 18 trạm xá. Chỉ huy cấp sư đoàn tại sở chỉ huy tiền phương là thủ trưởng Lê An. Chỉ huy cấp trung đoàn lần này có anh Lê Văn Đê, trung đoàn trưởng, anh Trần Bá Khánh, phó trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng trung đoàn, anh Lê Đức Thắng, trung đoàn phó chính trị. Ngày 25 tháng 1 năm 1983, các tổ trinh sát lặng lẽ dẫn đội hình trung đoàn rời hậu cứ, thẳng tiến về hướng cao điểm 547. Vừa rời khỏi trung đoàn được vài cây số thì có một tình huống bất ngờ xảy ra làm vỡ kế hoạch tác chiến. Các đồng đội tham gia trận đánh này chắc còn nhớ rõ. Trên đường hành quân qua đoạn này có một dây rừng vắt ngang qua đường. Khi qua đây, mọi người đều phải bước qua sợi dây đó để vượt lên phía trước. Tuy nhiên, đến lượt đại đội 10, có một đồng đội, anh Nguyễn Đình Thơ, mang khẩu B-40, vô tình đạp phải sợi dây này. Đây chính là sợi dây mà ông đã làm tổ ở trên đó. Đàn ông bị đánh động và ngay lập tức chúng tung ra tấn công mọi người xung quanh, làm cho cả đội hình hành quân nhốn nháo hoảng loạn. Theo như là anh Châu Thái Phi, trinh sát pháo đại đội 13 đã chứng kiến và kể lại thì tổ ong này khá to, hình thù gần giống như chiếc võng của lính ta. Đàn ong như vỡ tổ tấn công đội hình hành quân, chúng như truy đuổi tất cả mọi người, đến mức một số anh em phải ngụp lặn xuống hầm nước gần đó. Nhưng khi vừa ngóc đầu lên thì đàn ong lại tiếp tục tấn công, buộc phải lặn xuống, và cứ như vậy, tất cả mọi người đều phải tìm cách đối phó với đàn ong. Nhiều đồng đội bị ong đốt đã lên cơn sốt,
có người nặng hơn chuyển sang tím tái ngất xỉu, không thể nào tiếp tục hành quân được. Vậy đó, một tình huống hoàn toàn nằm ngoài phương án tác chiến. Đội hình hành quân cấp trung đoàn đành phải dừng lại chỉ vì những chú ong rừng nhỏ bé kia. Tất cả đều phải quay về nơi xuất phát ban đầu để cấp cứu cho một số anh em bị ong đốt. Trong đó có anh Trần Thìn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, cũng để lại nhiều kỷ niệm trong trận ong chiến này. Mãi đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc về cuộc hành quân trong một lần bị ong đốt, là những người cựu binh trung đoàn 95 đều nhớ ngay đến trận tập kích lần thứ 2 vào cụm cứ điểm 547. Qua một đêm được chăm sóc thuốc men, tất cả số anh em bị ong đốt đều được bình phục, đội hình đã ổn định, và ngay trong sáng hôm sau, cuộc hành quân một lần nữa trở lại vạch xuất phát. Sau một ngày một đêm, đội hình hành quân cũng đến được khu vực tác chiến. Trinh sát trung đoàn, tiểu đoàn đã đưa bộ binh tiềm nhập vào các vị trí theo phương án. Hướng tấn công của tiểu đoàn 3 do anh Trần Thìn, tiểu đoàn trưởng, chỉ huy các đơn vị lần lượt tiếp cận mục tiêu. Đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên, đại đội trưởng, đưa bộ đội từng bước áp sát mục tiêu. Khi tiến vào bãi suối cạn, phát hiện một con đường mòn rất lớn, địch đi về đồi 547. Anh Chuyên liền báo cáo xin ý kiến chỉ huy tiểu đoàn và được lệnh cho triển khai đội hình phục kích trên đoạn đường này. Khi phát hiện tốp địch đi từ ngoài về căn cứ của chúng, đại đội 10 chờ cho chúng vào ổ phục kích mới nổ súng. Tốp địch đã bị tiêu diệt gọn. Lúc này hướng đại đội 9 do anh Nguyễn Viết Ánh, quyền đại đội trưởng, cùng hai đại đội phó là anh Đoàn Sa, anh Hoàng Long Giang, chỉ huy theo con đường mòn tiến vào thung lũng 547. Khi đại đội 9 triển khai đội hình hàng ngang tiến vào thì lọt vào bãi mìn của địch, làm cho anh em ta hy sinh và thương vong khá nhiều. Trung đội chỉ còn lại 4 người do anh Hoàng Long Giang chỉ huy, gồm anh Nguyễn Nhĩ, anh Tâm, hai anh hiện đang ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, và một đồng đội lính 1982 quê ở Phú Yên. Về sau đồng đội này hy sinh trong trận khát nước, anh Giang cùng 4 anh em tiếp tục tiến sâu vào trong căn cứ địch. Nhưng lúc này, như không gặp bất cứ sự phản kháng nào của địch. Thì ra, địch đã rút quân và tập trung lực lượng, chuyển hướng tấn công vào sở chỉ huy tiền phương của ta. Lúc này, lực lượng còn lại của đại đội 9, ngoài lực lượng đi cùng anh Hoàng Long Giang, vẫn đang tiếp tục khắc phục bãi mìn ở hướng tiến công. Theo nhận định và kể lại của một số đồng đội ở tiểu đoàn 10, thì trận đánh này dường như lực lượng ta đã bị bại lộ. Do vậy, nên địch đã thực hiện phương án vườn không nhà trống. Chúng đã bố trí lực lượng nghi binh và ta đã mắc bẫy. Khi đưa bộ đội tiến sâu vào trong, ta đã bị lực lượng phòng ngự của chúng chủ động đánh trả quyết liệt. Tại hướng tấn công của tiểu đoàn 10, đội hình chiến đấu được triển khai tiềm nhập theo hình chữ V trước khu vực bãi trạng 547. Mũi đại đội 2 bố trí ở phía nam, đại đội 3 ở phía bắc. Trận địa cối 82 của đại đội 4 nằm ở sau lưng đại đội 2. Trận địa cối 106,7 ly của đại đội 13 được bố trí phía sau sở chỉ huy trung đoàn, do anh Lê Văn Đê trực tiếp chỉ huy. Đêm ngày 26 tháng 1 năm 83, trinh sát đưa quân vào tiềm nhập, triển khai đội hình chiến đấu. Đúng giờ G, trung đoàn phát lệnh khai hỏa. Cối 106,7 ly và cối 82 cấp tập bắn vào khu vực 547. 5 phút sau, toàn bộ các đơn vị bộ binh đồng loạt nổ súng. Sau đó bộ đội ta ở tất cả các hướng cùng xung phong vận động tiến vào mục tiêu của địch. Sau khi vận động vượt qua hai bãi trạng đến tụ thủy thứ hai, ta vẫn chưa phát hiện được căn cứ của địch. Đội hình tiếp tục vận động vào sâu 50 mét nữa. Đến lúc này mới phát hiện thấy 4 căn nhà. Ngay lập tức, anh Nghĩ, đại đội phó, cho anh em vận động vào khu vực có nhà. Vừa tiến lên được khoảng vài chục mét thì nhìn thấy 4 tên lính Pol Pot cách chừng 50 mét từ trong nhà tháo chạy ra bìa rừng. Anh em ta vừa bắn vừa hô xung phong nhưng không hề thấy chúng bắn trả. Thừa thắng xông lên, tất cả các em ta lúc này răng hàng ngang tiến vào. Nhưng vừa tiến được một đoạn thì bất ngờ các loại hỏa lực DKZ cối 82 đại liên 12 ly 7 trên sườn đồi bắn xối xả xuống đội hình của ta. Lúc này, toàn bộ đội hình của ta nằm phơi thân ngoài bãi trạng, đưa lưng cho chúng bắn vì trận địa địch ở trên cao nhìn xuống, quan sát rất rõ đội hình của ta.
cầm cự được khoảng 30 phút thì tất cả đều phải rút lui theo lệnh của chỉ huy tiểu đoàn. Có một chi tiết xảy ra ngoài dự kiến. Anh Trương Công Hùng thông tin, khi cối khai hỏa, một cục đất văng vào tổ hợp nói. Theo phản xạ tự nhiên, anh hự một tiếng, làm cả mạng hai oát tiểu đoàn 10 tung tin lão Hùng hy sinh rồi. Trở lại hướng tấn công của tiểu đoàn 3, trong lúc tiểu đoàn 10 bên ngoài đang tổ chức lui binh để bảo toàn lực lượng, thì đại đội 9 tiểu đoàn 3 đang bị địch bao vây trong khu vực thung lũng 547. Trước tình hình nguy cấp, trung đoàn trưởng Lê Văn Đê đã lệnh cho đại đội 21 trinh sát do anh Lập, biệt danh Lập Thẹo, đại đội trưởng chỉ huy, tập hợp hai lực lượng tạo thành một mũi tấn công, mở đường máu đánh vỗ mặt vào lực lượng của địch, chi viện cho đại đội 9. Sau khi bắt được liên lạc với đại đội 9, cả hai cùng vượt qua chính bãi mìn lúc vào để mở đường, vì lúc này không còn con đường nào khác an toàn hơn. Một số anh em may mắn không bị thương do đạn địch khẩn trương dìu anh em thương binh ra, chấp nhận để lại các đồng đội đã hy sinh sẽ vào giải quyết sau để bảo toàn lực lượng. Quân số đại đội 9 bị tổn thất quá lớn. Lúc này hướng đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên chỉ huy, chi viện cho hướng đại đội 9 đã gặp nhau tại bãi suối cạn. Đội hình tiểu đoàn 3 cùng lực lượng trinh sát trung đoàn lập tức rút ra sở chỉ huy tiền phương trung đoàn, nhờ sự chi viện của cối 120 ly và pháo binh trung đoàn 576 bắn vào căn cứ địch, chặn đường truy kích của chúng. Đồng thời tổ chức lại lực lượng cùng với các đơn vị khác tấn công lực lượng địch đang tổ chức phản kích, chặn đường rút quân của ta tại suối Tre. Về hướng sở chỉ huy tiền phương trung đoàn do anh Lê Đức Thăng chỉ huy, địch tập trung một lực lượng lớn được trang bị hỏa lực đánh vào sở chỉ huy và chạm vỡ trung đoàn, là nơi tập kết tạm thời các thương bệnh binh để cấp cứu và chuyển về phía sau. Địch mở 3 đợt tấn công liên tục, chúng dùng B-40, B-41 và đạn AT bắn vào sở chỉ huy với cường độ tấn công rất mạnh. Tất cả các bộ phận bảo vệ sở chỉ huy đều được huy động lực lượng tối đa chống trả quyết liệt nhằm bảo vệ bằng được anh em thương binh tử sĩ. Khẩu đội 12 ly 7 của đại đội 14 đi cùng với sở chỉ huy trung đoàn được điều lên phía trên bên kia suối, đã phát huy hết uy lực bắn vào đội hình địch, chặn đứng các đợt tấn công của địch. Sở chỉ huy và thương binh tử sĩ đã được bảo vệ an toàn. Khẩu đội 12 ly 7 của ta bắn đến cháy đỏ cả một góc rừng nơi địch tập trung lực lượng tấn công ta. Phải chăng sức công phá cùng với tiếng nổ uy hiếp của làn đạn 12 ly 7 cộng với sự phản công quyết liệt của ta buộc địch phải tháo chạy? Khẩu 12 ly 7 của đại đội 14 đã góp phần làm nên một kỳ tích trong trận đánh này. Lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 1 năm 83, sau khi các đơn vị tam chiến rút ra an toàn khỏi khu vực chiến sự, trung đoàn ra lệnh toàn bộ đội hình rút ra hướng An Cờ Rông để trở về hậu cứ. Hôm sau, sư đoàn trưởng Lê An đến thăm. Ông ôm chặt đoàn xa và nói lời động viên. Các em đã hoàn thành nhiệm vụ. Rồi bắt tay và trò chuyện với anh Lập, đại đội trưởng trinh sát trung đoàn 95. Anh Lập có nói một câu mà đồng đội Nguyễn Khoa, người đã cùng phân đội 12 ly 7 bảo vệ an toàn cho sở chỉ huy trung đoàn, nghe được lời anh Lập nói với sư trưởng Lê An. Tôi xin trích nguyên văn lời nói của anh Lập cách đây đã gần 40 năm. Báo cáo thủ trưởng, bọn em đánh cho quân Pol Pot biết thế nào là sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong trận đánh này, đại đội 9 có bắt được một cô gái Pol Pot. Tôi nhớ cô bé đó tên là Sa, tóc cắt ngang vai, người thấp đậm, da ngăm đen. Cô bé này là xạ thủ 12 ly 7 của lực lượng Pol Pot chặn đánh tập kích vào cụm cứ điểm 547 của trung đoàn 95. Lần này tuy thành công về mặt chiến thuật, nhưng phải thừa nhận rằng ta tổn thất cũng không hề nhỏ. Sau trận đánh đó, ban quân lực trung đoàn phải điều động quân số ở các đơn vị khác để bổ sung cho đại đội 9 vì đã bị hao hụt quá nhiều. Lần đầu tiên trong đời đối với cánh lính nhập ngũ năm 82, anh em tham chiến trận đánh này trong sự non nớt về tuổi đời và chưa hề có chút kinh nghiệm trận mạc. Ngay trong trận chiến đầu đời binh nghiệp đã cho họ biết thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh. Trong số những đồng đội hy sinh